Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình HPT Channel. Ngày hôm nay Tâm Tình và HPT Channel xin gửi tới các bạn thính giả thân yêu một câu chuyện có tên Cô vợ 3 năm sống. Nội dung kể về, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân giao dịch chấp nhoáng này cũng xảy ra trước sự bất ngờ của bao người xung quanh. Cô thì vì công ty của cha khó khăn mà liều gật đầu giúp ông lấy dự án. Dù cả hai cha con đều biết cái giá phải trả. Tổng giám đốc anh không ưa gì phụ nữ, vì cha già sắp ra đi mà miễn cưỡng đi xem mắt cô, vì không muốn mang tội bất hiếu. Cô từ ngày về làm dâu luôn ngoan ngoãn làm việc nhà, chăm sóc bố bệnh tật, nhưng anh ta vẫn khinh cô, không để cô vào mắt, vì cho là cô ham tiền của anh. Những nỗ lực vun đắp tình cảm của cô không có tác dụng gì, anh ta càng hận cô hơn, trong một lần vì lỡ tay làm cô bị thương, phải vào viện cấp cứu rồi sau đó ngất lên ngất xuống vì quá yếu. Chính lúc anh nhận ra được tình yêu của cô dành cho anh, biết sợ mất cô thì đồng thời bác sĩ báo tin dữ rằng cô chỉ còn sống được chưa đầy 3 năm. Cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào các bạn nhé. Giám đốc thật sự là kết hôn sao? Chẳng phải giám đốc từng tuyên bố rằng rất ghét phụ nữ hay sao? Này lại xảy ra tin tức như thế cả một chút đậm thái cũng không có nữa. Chắc là giám đốc giấu kỹ quá nên không ai biết đâu. Chị thấy trong chuyện này hết sức không bình thường tí nào đâu. Mấy cô lo mà làm việc đi, giám đốc mà biết thì mấy cô bị trừ lương đó. Chị trưởng phòng nhắc nhở nên hai cô nhân viên kia cũng im re, thôi thì cứ lo công việc của mình đã. Tại nhà ông Triệu, Nguyệt Nguyệt, cha thật có lỗi với con gái, gạ con cho người con không có tình cảm, e rằng sau này con phải chịu cực hơn. Ông Triệu nắm lấy tay con gái mình, lòng ông đau như cắt, anh triệu anh yên tâm nhà họ dương tôi sẽ đối xử tốt với con bé ông dương tức là cha của hắn vì thương con trai đến từng tuổi đó mà chưa có mối tình nào mà ông thì lại muốn con trai mình phải yên bề ra thất thì khi chết ông mới yên tâm được nhờ người tìm hiểu ông biết đến đến nhà ông triệu được biết ông triệu có hai đứa con gái ngoan hiền nên đã tìm đến đây ông dương chọn nguyệt nguyệt vì cảm thấy ở người này đáng tin cậy hơn là ánh mai em gái của cô Ông Dương bảo rằng, gà con gái cho nhà ông thì ông sẽ đầu tư vào dự án kế tiếp của gia đình Triệu, được một đối tác lớn giúp mình, ông Triệu ngu gì không nắm mắt nên mèn đồng ý. Người cha này có thấy hổ thẹn không, đem hạnh phúc của con gái mình chỉ vì một dự án làm ăn. Cha, con không sao đâu, con trả ơn cha vì đã nuôi nấng dạy bảo con trong 25 năm qua. Nguyệt Nguyệt cười cô giấu đi vẻ thất vọng trong lòng mình. Cô biết nếu như cô nói cô không muốn thì có lẽ cha cô sẽ suy nghĩ lại nhưng cô không làm vậy vì cô thương cha thường gia đình đã cứu mạng cô nên cô âm thầm chịu đựng vậy được tôi sẽ sắp xếp công việc ổn định rồi cả hai gia đình tiến hành tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ ông dương cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được cô con dâu cho gia đình mình ngồi xuống đây cha có chuyện muốn nói với con hắn không nhiều lời nên ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống đối mặt với cha mình có chuyện gì sao cha cha đã tìm được một người phù hợp với con cha nghĩ con sẽ thích cô ấy cuối tuần con với cô ấy sẽ gặp mặt chỗ hẹn tùy con chọn lại bắt con coi mắt nữa hả cha cha vốn biết là không thích cưới con gì cha muốn trước khi chết cha phải thấy con có gia đình thì cha mới yên lòng mẹ con mất sớm nên không lo cho con được vì vậy cha muốn dành tất cả những gì tốt nhất dành cho con trai yêu quý của cha. Rồi rồi, cha mau nghỉ ngơi con lên phòng. Hắn bỏ lên lầu. Chuyện gia đình này nọ mà hắn ghét nhất rõ ràng phụ nữ rất phiền phức. Ngoài trừ mẹ hắn ra thì hắn cảm thấy ai cũng đáng ghét. Cuối tuần như đã nói, hắn và cô hẹn nhau ở nhà hàng cô đã đến đó đợi trước khoảng 10 phút. Và 10 phút sau thì hắn cũng có mặt. Nhờ trợ lý mà hắn mới biết đó là người mà hắn gặp hôm nay xin lỗi cô tôi đến trễ à ờ à, không sao đâu cũng chỉ mới tới thôi và thẳng vấn đề luôn nhé là tôi không thích cô nhưng vì cha tôi nên tôi mới tới đây tôi biết giám đốc đây là nguyệt nguyệt người sẽ kết hôn với anh vào tháng tới trợ lý nói đã biết bề ngoài cũng chẳng có gì nổi bật cả nói xem cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi hôn lễ bên tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa nên bên cô không cần phải lo anh nói cái gì vậy anh nghĩ tôi là loại người đàn bà đó cô cảm thấy thất vọng vì người trước mặt mình. Chứ cô thuộc loại đàn bà nào? Sao hả? Bất mãn với tôi hả? Này, tôi cưới cô chỉ để cha tôi yên tâm thôi, còn thứ như cô thì tôi cũng chẳng thèm. Tôi kinh tẩm nhất là phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ đã lên giường. Hắn ta khinh bỉ nhìn cô, còn cô gương mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận. Anh quá đáng vừa phải thôi, anh đừng có nghĩ ai cũng giống như anh, xấu xa bận thỉu Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là loại người dễ bị bắt nạt đâu. Được, rất có khí phách nhưng mà tôi vẫn cứ thích nghĩ cô là loại người như vậy đó thì sao nào nếu không còn gì để nói thì tôi đi về đây tôi không thích dây dưa với cô con người này quả thật là trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ cô cười tự giễu bản thân rồi cũng ra về trên đường về cô không gọi xe mà tự đi bộ về đôi mắt vô hồn chân cứ lặng lẽ mà bước lồng ngực nặng trĩu chất chứa đầy tâm sự cô rẽ vào công viên cô ngắm hoàng hôn nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống những ngày tháng sau này cô phải sống ra sao? Hắn ta nghĩ cô là loại người như vậy, cô có chút bất mãn. Cô tủi thân rồi cô khóc. Vừa rồi kìm nén lắm mới không khóc trước mặt hắn. Cô tỏ ra mình mạnh mẽ vậy thôi, chứ cô vốn dĩ là người yếu đuối chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Nếu không vì thương cha, thì cô sẽ không bao giờ lấy hắn ta đâu. Nghĩ đến cảnh tượng sau này cô không khỏi dùng mình, lấy người như hắn làm chồng, giống như sống mà không bằng chết vậy. Bề ngoài hắn ta trông rất chững chạc, là người đàn ông thành công, vậy mà mở miệng ra, chữ nào chữ nấy như phóng dao, đúng là không thể đánh giá người khác qua bên ngoài được. Đám cưới cũng đã kết thúc, cô bước chân nặng nề vào ngôi nhà này, đây sẽ là ngôi nhà mới của cô, sau này cô phải sống ở đây cùng tên chồng đó của cô. Cô cười, cô chấp nhận hắn làm chồng, nhưng không phải vì yêu hắn, nghĩ đến đây, cô khóc lóc, Cô lấy tay lau nước mắt của mình tự dặn lòng mình không được yếu đuối. Nếu không, cô sẽ làm bản thân của mình khổ hơn. Nhưng mà càng nghĩ càng khóc nhiều hơn, cô cắn răng chịu đựng bụng miệng lại không để phát ra tiếng nấc của mình. Vừa rồi từ ngoài phòng đi, hắn vô tình nghe thấy được. Hắn cười kinh bỉ cô. Dối trá, thử xem cô chịu đựng được bao lâu, đồ đàn bà hư hỏng. Từ đó, cô vẫn làm công việc nhà giống như hàng ngày cô ở nhà làm. Cô phụ bà dọn dẹp nấu cơm này nọ đến khi hắn đi đâu về thì hắn sẽ xuống nhà bếp thì hắn không khỏi ngán ngầm khi nhìn thấy cô đừng có mà tỏ ra vẻ ngoan hiền của cô nữa kinh tởm quá đi hắn ngồi xuống bàn ăn sao con lại nói vậy đó là vợ con mà cha hắn nhíu mày lại không hài lòng cái gì mà vợ thứ đàn bà bận thiểu đó cho chó nó cũng chẳng thèm nữa là hắn liếc xéo cô con dâu mau lại đây ăn cơm đi để đó cha bà bốn làm được rồi con có chút do so dự nhưng ánh mắt vẫn kiên nhẫn của cha chồng nên cô đành bỏ lỡ công việc đang làm mà bước lại bàn ăn ngồi xuống cúi gầm mặt hôm nay cơm và thức ăn con dâu nấu sao quả thực là con nấu rất ngon lời khen này từ cha chồng cô quả thật là cô nấu ăn rất ngon nấu đồ ăn như thế này cho heo ăn sao cơm của cô đàn bà dơ bẩn không được ăn ăn vào chừng dính phải mùi ô uế trên người cô hắn đứng dậy đem đổ hết thức ăn kia và xỏ xác cô đứng như trời sáng tức run người mà không làm gì được sau này bất cứ đồ ăn gì mà con đàn bà đó nấu thì đừng có kêu con ăn thả nhịn đói còn đỡ hơn nuốt phải thứ kinh tởm đó hắn rửa tay rồi hiên ngang đi lên lầu ngoài này cô rơm dởm nước mắt ghét cô là được rồi có cần phải nói những lời khó nghe đến thế không ngày đầu tiên về làm dâu làm vợ mà có người nào như hắn đối xử với cô như thế không Trời đã khuya, cô lên lầu do dự trước cửa phòng. Đây là phòng của cô và hắn. Nếu cô vào chắc chắn sẽ buông lời nói cô này nọ nữa. Nhưng nếu không vào nhất định hắn sẽ không để cô yên. Sao còn không vào? Đợi tôi ra thỉnh cô vào đây à? Bước vừa vào phòng, trời ơi, quần áo tài liệu hắn để lung tung cả lên. Cô bèn mới đi dọn dẹp sắp xếp ngay ngắn lại. Không cần cô chạm vào, tôi cấm cô. Sau này, không được đụng vào bất cứ đồ đạc nào của tôi. Tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu đụng vào quần áo của tôi trông tởm lắm. Hắn giật cái áo trên tay cô rồi ném thẳng vào giọt rác luôn. Anh đừng quá đáng nữa được không? Tôi dọn dẹp cho ngay ngắn lại mà anh còn nói tôi như vậy. Cô cảm thấy hắn ta quá đáng lắm, lửa giận trong lòng không thể nào mà kiềm chế được mà cô bật khóc. Chỉ trách là cô xui xẻo thôi, ai bảo cô ham tiền ham nhà giàu mà lấy tôi, để tôi cho biết cái giá mà phải trả khi lấy tôi. Tại sao anh cho rằng tôi vì tiền chứ hả? anh đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh hết. Cút ra ngoài ngay, đồ đàn bà lắm chuyện. Hắn đuổi cô ra khỏi phòng. Cô không nói gì nữa, cô bỏ đi giận lắm. Sao hắn lại nghĩ cô là loại người ham tiền, buồn cười thật. Cô ôm lấy con gấu bông nhỏ trên tay, rời ra sofa nằm ngủ cứ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra trước đó. Ngày hôm sau, cô cũng rẻ chừng nhưng quyết định cô bước vào phòng và coi như tối qua không có gì cả và lại cô không phải là người để bụng lâu, cô đâu có nhỏ nhen và ích kỷ như hắn. Cô xoay lưng đối diện với hắn, mặt cô nhìn ra bầu trời ngoài kia. Chỉ cách có tấm kính trong suốt thôi, cô thấy mình dường như thật gần với những ngôi sao sáng lấp lánh ngoài kia. Cô cười rồi bất giác tay cô đưa lên, như muốn với lấy, nhưng cô dừng lại trở về thực tại phũ phàng này. Cô mỉm cười chua xót. Cũng đã hơn 11 giờ mà đèn bàn làm việc của hắn vẫn còn sáng hắn vẫn đang gõ gõ cái gì đó trên máy tính. Cô mở cửa phòng đi xuống bếp pha một ly sữa nóng rồi đem lên cho hắn. Anh ghét tôi cũng được, nhưng đừng ghét bản thân của anh. Khi nãy anh không có ăn gì như vậy thật không tốt cho sức khỏe. Anh ăn uống rồi đi ngủ đi. Cô đặt ly sữa bên cạnh máy laptop của hắn. Hắn không nói gì, cũng không nhìn lấy cô mà tập trung làm việc. Sau đó cô trở lại chỗ cũ mà chìm vào giấc ngủ. Làm thêm chút nữa hắn dọn dẹp rồi tắt máy tính lúc này mới để ý ly sữa kia cũng đã nguội rồi. Hắn nhếch mép rồi tắt đèn và trèo lên giường ngủ. Hắn nhìn thấy cô đang ngủ say sưa dưới sàn lạnh, chỉ có cái gối và con gấu bông nhỏ đã cũ kỹ. Nhưng mà cô ngủ rất ngon. Kỳ thật cô gái này làm như mình giỏi chịu đựng lắm vậy. Hắn nhìn rồi hắn cười rừng rưng mà đắp chăn lên người, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm, nhìn thấy ly sữa vẫn còn để trên bàn. Cô nhìn chằm chằm nó. Người ta có lòng tốt, sợ anh đói mới pha cho anh vậy mà cũng không thèm uống con người này thật đúng là không biết điều gì hết cô ngán ngầm cấm đi sữa đem xuống lầu hắn nghe những lời cô vừa nói hắn giễu cợt trong lòng gì mà lòng tốt đáng sợ chưa hắn khinh bỉ cô hơn nữa cha cũng đã già yếu rồi nên làm mấy món thức ăn cứng như thế này không nên ăn như vậy sẽ rất khó chịu trong người mai mốt con sẽ hầm mềm hơn tí nữa để cha ăn ngon miệng hơn Cô nói với ông Dương mấy món bà Bốn làm ngon lắm, nhưng có phần cứng nên cô lo lắng cho ông. Được được, con dâu ngoan. Ông gật đầu hài lòng với cô. Lại giở trò càng lúc càng sợ con người cô rồi. Hắn lại bỏ đũa xuống mà đi đến công ty, mặc dù vẫn chưa ăn gì cả từ hôm qua đến bây giờ là như vậy. Chủ tịch, có cô gái tên Nguyệt Nguyệt tìm chủ tịch. Ông Dương đi thang máy xuống, nhìn thấy con dâu mình đang đứng đợi ở sảnh công ty, vừa thấy ông, cô mừng rỡ. Chào cha dạ lúc sáng cha đi nhưng mà quên uống thuốc nên con đem đến cho cha sẵn mang cơm vào đây cho cha luôn dù sao ăn cơm ở nhà nấu vẫn ngon hơn và sạch hơn mua ở tiệm sau này cha cứ để con đem cơm đến cho cha nhé cô mỉm cười với ông cô cảm thấy hai cha con này quá trái ngược đi ông dương thì nhỏ nhẹ với cô dường như ông cưng cô giống như con gái ngược lại cái tên khó ưa kia đáng ghét vô cùng con gái ngoan cha cảm ơn con nhé ông vỗ vỗ nhẹ trên đầu cô mà anh ấy không có ăn gì cả đồ ăn của con thì anh ấy cũng không ăn nên là cơm đó cha nói là của bà bốn làm nhé cơm của cha con cũng là trộn đều và cá cũng đã gỡ xương ra rồi ạ cảm ơn con thời gian này có lẽ sẽ khó khăn với con lắm nhưng từ từ sẽ khác thôi con yên tâm dạ không sao đâu thưa ba dạ thôi con về đây ạ chào cha cô cúi đầu rồi cô đi về Ông Dương trong lòng thầm cảm ơn trời vì đã đưa con dâu như cô ấy, mà thằng con trời đánh kia lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Về đến nhà cũng đã hơn 5 giờ 30, đáng lẽ giờ này là cô ở trong phòng bếp hay dọn dẹp gì rồi, nhưng mà không thấy cô đâu cả. "Nguyệt Nguyệt đâu rồi bà bốn?" Ông cất tiếng hỏi. "Dạ cô Dương ra khỏi nhà từ lúc 3 giờ chiều rồi thưa ông chủ, đến giờ vẫn chưa về." "Được rồi." Bà mang cho tôi ly nước chanh rồi mang lên phòng tôi, tôi mệt quá. Ông bước lên lầu. Cô bước đi lang thang về nhà, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ, thế nào cũng bị hắn nói nữa cho mà xem. Thế nào? Đi gặp tình nhân vui chứ, vui đến quên đường về nhà luôn hả? Đáp lại câu nói mỉa mai của hắn là sự im lặng của cô. Đôi mắt cô nặng chịu, gương mặt xanh sao hẳn đi. Môi cô muốn nói gì đó nhưng mà cổ họng cô đã sớm nghẹn lại nên những gì muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Sao hả? Tôi nói đúng quá nên mới im như vậy phải không? Đừng có giả vờ vô tội trước mặt tôi nữa. Cô lại im lặng, im đứng đó, cho hắn nói gì thì mặc xác hắn. Cô không quan tâm. Đến giờ đây, đầu óc cô rồi tung không suy nghĩ được gì. Tai cô ù đi, cô chợt nhớ đến những lời bác sĩ nói lúc chiều, dáng vẻ cô thất thần bước đi lên lầu. Mẹ nó, dám kinh thường tôi à? Con tiện tì này. Chát! hắn tức giận tắt thẳng vào mặt cô, một cú tát vừa rồi mạnh lắm, nó khiến cô đau điếng cũng vì vậy mà mất thăng bằng, ngã xuống, lăn từ trên cầu thang xuống, rồi nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, dưới nhà máu trong miệng cũng chảy ra rất nhiều. Hắn sững sờ không thể tin được là cô không phản kháng lại nên mới xảy ra như vậy. Bà bốn hoàng hốt gọi xe cấp cứu đến rồi chờ cô vào bệnh viện. Mày mày, mày dám làm như vậy với nó, nó đã làm gì sai? mà mày lại đối xử với con bé lạnh nhạt như vậy. Mày có trách thì ấy trách ông già đây này. Chứ mày đừng có đổ lỗi lên người vô tội. Ông Dương tức giận. Và bệnh viện được các bác sĩ cấp cứu, sau đó cô được chuyển vào phòng hồi sức. Đầu cô bị va mạnh vào giàn nên bị nứt, còn tay thì bị gãy nên phải bó bột lại. Cô nhắm nghiền mắt trên giường bệnh trong lúc bất tỉnh như thế này. Cô thật chỉ muốn chết luôn đi cho xong, để khỏi làm khổ hắn nữa và cũng là cách để giải thoát cho bản thân cô hắn ở trong phòng có chút lo lắng, lỡ như cô ta mà chết thì chẳng phải hắn toi mạng rồi sao? Không đâu, cô ta sẽ không chết đâu, hắn tự an ủi mình rồi mở máy laptop ra và làm tiếp công việc. Tối đó bà bố ở lại chăm sóc cho cô, dù sao bà cũng thương cô lắm. Cô gái này bề ngoài mạnh mẽ nhưng bà biết trái tim cô đã phải chịu nhiều thương tổn. Đến hôm sau mà hắn vẫn không thấy cô về nhà nên lòng có chút bất an. Lẽ nào cô ta bị nặng lắm sao? Rồi cứ thế một tuần trôi qua, ông Dương và bà Bốn hay đi lại bệnh viện để thăm cô và hôm nay có thể xuất viện vì cô không muốn ở đây thêm nữa, lại phức tạp lại tốn tiền nữa. Về đến nhà, ánh mắt đầu tiên quán nhìn cô là rừng rưng như không có gì xảy ra, cô không nói gì cứ bước chậm chậm lên phòng. Hắn thấy vậy, nên cũng lên lầu. Có vẻ cô ta bị nặng thật, mà có nên hỏi cô ta có bị sao không? dù gì tại hắn mà cô mới bị như vậy vừa bước vào phòng hắn thấy cô nằm co người ở trên sàn hắn có chút khó chịu sao cô ta lại không lên giường mà nằm như vậy ý của cô ta chẳng khác nào hắn ức hiếp cô sao mà hắn ức hiếp cô thật sao cô không lên đó mà nằm giường của anh tôi không nên nằm nếu anh không lại mắng tôi nữa hoặc là không chịu ngủ mà bỏ đi thì sao cô nghĩ như thế là đúng hắn ta chán ghét cô vậy mà cái gì có cô đụng vào là hắn ghét nhất. Cô lên đó nằm đi, tôi không mắng đâu. Đột nhiên, hắn nhỏ giọng lần đầu tiên, hắn nhỏ giọng với cô. Không cần đâu, tôi nằm đây là được. Nhưng cô bị gì mà sao ở bệnh viện lại lâu như thế? Định đóng kịch cho tôi thương hại à? Cô im lặng, cô nhìn ra phía ngoài bầu trời vẫn trong xanh. Nhưng trong lòng cô lại là bão tố mưa rông. Hắn tức giận cô không trả lời lại khinh thưởng hắn nữa à? hắn bước lại gần cô mới thấy là cô khóc nước mắt rơi lã chã sao cô cứ khóc vậy nín đi giọng nói bực bội có phần ra lệnh rồi hắn bỏ mặc cô ở đó mà thay đổi đến công ty hắn đúng thật là vô tâm đáng ghét quá đáng lắm luôn đấy tôi nghe bà bốn bảo tay cô bị gãy đầu cô bị nứt à không có gì đáng lẽ hôm đó anh nên xô tôi mạnh hơn chút để tôi chết luôn cũng chẳng sao hắn đơ người ra tại sao cô lại nói như vậy với mình hắn khó hiểu ánh mắt phức tạp nhìn dáng vóc dày dò của cô mà báo gối dựa vào tường nhìn ra bên ngoài có cái gì đó trong người hắn kỳ lạ lắm tim hắn hơi nhói lên mà hắn không biết đó là gì hắn thật không hiểu và hắn cũng không muốn hiểu cô chút nào làm gì thì mặc kệ cô ta cô vẫn như vậy tối nào cô cũng ngồi nhìn mấy ngôi sao trên trời mà thầm mong một điều gì đó trong ngôi nhà to lớn này chỉ có mấy ngôi sao kia và con gấu bông này là bạn của cô 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 đơn lắm có tâm sự gì cô đều giữ trong lòng cũng không tìm ai để nói cứ bình thản như vậy bình thản đến đau lòng nát dạ cô cười đôi mắt u buồn của cô chết chữa bao bi thương khó diễn tả được tâm tư cô phức tạp khó nói thành lời tự dưng cô muốn buông xuôi cô muốn chết chứ sống trên đời này có ý nghĩa gì đâu Cô rời vào trạng thái mơ hồ dường như cô bị trầm cảm. Đáng sợ lắm. Cô thấy bản thân mình thật vô dụng, làm liên lụy đến người khác, làm tổn thương mình đã đành, còn làm tổn thương người khác nữa. Chị mà chết đi thì mọi thứ sẽ ổn hơn, có đúng không? Không biết là vô tình hay cố ý, hắn nghe cô nói, cô tự nói một mình, mà nhưng hắn lại nghe được. Mệt lắm, chị mệt lắm, chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Cô ôm con gấu bông vào lòng úp mặt lên nó mà khóc. Đôi vai cô run lên, cô thật sự sắp chịu đựng không được nữa rồi. Chị thực sự rất mệt. Hai tháng qua, không đêm nào cô không khóc, không ngày nào không bị hắn nói xưng xỉa. Cô bị hắn mắng nhiếc, thậm tệ sao mà bao nhiêu đó có là gì. Chuyện mà cô đau lòng nhất đó là, bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống khoảng ba năm nữa mà thôi. Hắn tiến lại gần cô, không người xuống nắm lấy tay cô mà kéo ngồi lên giường. Đây là lần thứ hai trong hai tháng qua, hắn chạm vào người cô, hắn để cô ngồi trên giường rồi nhìn cô. Tôi xin lỗi. Hắn thực sự là xin lỗi cô, nhưng lọt vào tay của cô không biết cô nghĩ cô khóc nhiều hơn nữa. Cô nghĩ đến những ngày tháng sau này cô phải chống chọi với bệnh tật thì cô lo sợ. Cô sợ lắm, cô còn muốn sống, cô không thể chết được cô hối tiếc vì bệnh tật đang tàn phá tuổi thanh xuân của cô hắn bồi dối do so hắn xin lỗi mà cô lại khóc to như vậy hắn khó hiểu rồi đột nhiên hắn ôm cô vào lòng bỗng nhiên tim hắn thắt lại khi ôm cô dáng vóc mảnh mai gầy gò này Ở thì da cô mịn mịn lạnh lạnh rất dễ chịu đến bây giờ hắn mới phát hiện ra anh đang thương hại tôi có phải không cô khóc nức nở gương mặt tèm lem nước mắt mũi đỏ bừng lên anh lại mắng tôi nữa đúng không? Chẳng bao giờ anh lại dịu dàng với tôi cả. Hôm nay tôi đặt cách không mắng cô, không nói nặng nhẹ với cô. Cô nên đi, đừng khóc nữa. Ôm hồi lâu, cô nghe người trong lòng mình im lặng không nhúc nhích. Hắn bỏ cô ra, nhìn thấy người này đã ngất đi. Nhưng sao mặt lại tím tái như thế? Chẳng phải vừa nãy còn đỏ bừng vì khóc đấy sao? Hắn nghĩ đơn thuần là cô chỉ bệnh sơ sơ thôi, nên là mua thuốc cho cô, nào ngờ càng lúc càng nặng hơn, cô bất tỉnh suốt ngày liền hắn thấy có gì đó sai sai, hắn gọi cô dậy nhưng mà đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cô, hắn hôn hoảng bế cô lên mà nhờ bà bốn gọi xe tới và đưa cô đến bệnh viện, hắn ngồi ở ngoài chờ cảm giác lúc này là gì nhỉ hắn không biết chỉ cảm thấy là trong lòng lo lắng, tim nhói đau, hắn đưa mắt nhìn phòng cấp cứu kia đèn vẫn sáng. Hắn chợt nhíu mày lại, cảm thấy mơ hồ không rõ. Đến khi hắn bước vào nhìn thấy cô, mắt vẫn nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, hắn mới cảm nhận rõ ràng một điều, hắn sợ mắt cô. Bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn mới. Khối u đã di căn lan ra các vùng lân cận, hôm tái khám vừa rồi tôi có bảo cô ấy là nếu không chữa trị càng sớm thì thời gian 3 năm không được đảm bảo, nhưng mà tỷ lệ thành công là 50/50, -50, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy phẫu thuật. Tôi vẫn hy vọng rằng y học sẽ giúp cô ấy trở về từ cái chết, nếu như cô ấy chấp nhận thử thách, thì tôi sẽ gửi qua Mỹ, người bạn của tôi rất giỏi nên khả năng cứu được cũng khá cao. Trong đầu hắn cứ văng vẳng lời nói của bác sĩ, cô bị bệnh, cô có khối u trên não đã lâu rồi nhưng cô không nói với ai. Vậy mà, hắn tự tát mình một cái, hôm đó hắn còn nói với cô ra ngoài với tình nhân này nọ đã vậy còn tát cô để cô ngã xuống cầu thang mà gãy tay nứt xương đầu nữa chứ hắn thấy hắn tệ quá ngẫm nghĩ lại thì từ khi cô về nhà công việc trong nhà hắn hầu như là cô làm dọn dẹp nhà cửa nấu nướng đến làm vườn tất cả đều sạch sẽ tươm tất từ trong ngoài cô chuẩn bị rất chu đáo cho hắn và ông dương cô chăm sóc cho ông dương rất tốt vậy mà bao lâu qua hắn không biết cảm ơn cô thì thôi lại còn đối xử tàn nhẫn với cô như thế. Tôi xin lỗi cô, tôi sai rồi. Bây giờ mà xin lỗi thì có ích gì? Ba năm nữa thôi sao? Cô sẽ chết, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của hắn đây. Chẳng phải là điều mà hắn muốn đó sao? Giờ nghe tin được cô sắp chết, chẳng phải hắn nên vui mừng chứ. Hắn ghét cô lắm cơ mà. Hắn rụt đầu bên tai cô ngủ tiếp đi trong giấc mơ. Hắn... Thấy hắn nói nặng nhẹ với cô, Hắt hàm thức ăn cô nấu, hắn tát cô và hắn mắng cô. Hắn đau lòng, hắn hối hận vì đã đối xử với cô như thế. Cảm giác trong hắn là gì? Hắn đối với cô cảm giác đó là gì? Hắn không hiểu rõ nhưng đây, bây giờ đây, hắn không muốn cô gái này chết đi. Hắn đau đầu mở mắt thức dậy, đầu óc, có hơi tròn váng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cô vẫn nằm đây và chưa tỉnh lại. Cô tỉnh lại đi, tôi sẽ không đối xử tệ với cô nữa đâu. Hắn nhíu mày nhìn cô, nhìn kỹ cô cũng khá là xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, da mịn mịn nhưng có phần xanh sao. Hai má cô hóp lại vì ốm, dáng người gầy gầy, bề ngoài vẫn tỏ ra kiên cường nhưng thực chất cô gái này yếu đuối lắm. Cho đến khoảng đầu giờ chiều cô mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Phải mất 7 giây sau cô mới nhận ra đây là bệnh viện cô tỉnh rồi à có thấy không khỏe ở chỗ nào không hắn từ nhà trở vào hắn nghỉ làm ở công ty mà đến đây với cô bà bốn còn nấu chút cháo cho cô cô ăn chút rồi uống thuốc đi tôi không ăn đâu anh nghỉ làm à sao anh không đi làm công ty mà vắng tôi một bữa cũng không đến mức phá sản đâu cô đừng lo giờ nghe lời tôi cô ăn đi không được cãi lời cô không nói gì hắn đút cho cô nhưng cô không chịu ăn Đúng là lì lợm mà Cô đừng có cứng đầu nữa được không Ăn một chút cháo này đây Rốt cuộc cô còn muốn sống nữa không Hắn nổi cáo lên với cô Nhưng cô biết là vì quan tâm Nên hắn mới như vậy Chuyện kia chắc anh cũng biết rồi Nhưng mà đừng nói chuyện đó với bất cứ ai Tôi không muốn họ biết Ánh mắt cô nhìn hắn như muốn van xin hắn Cô là ngốc Hay giả vờ ngốc vậy Sao cô không nói cho tôi biết Cô là vợ của tôi mà anh cũng xem tôi là vợ của anh hả cô mỉm cười cay đắng người đàn ông trước mặt cô đây chưa bao giờ coi cô là vợ cả hắn chỉ xem cô như người đàn bà hư hỏng và bẩn thỉu chính miệng hắn nói ra như thế còn gì tôi tôi biết sai rồi tôi không tốt tôi không nên đối xử thậm tệ với cô như thế nhưng mà tôi không muốn cô chết đâu làm ơn đi cô phải sống tôi cần cô sống để tôi bắt nạt cô tiếp ánh mắt có phần ôn nhu của hắn nhìn cô Đáy lòng cô nặng chịu đi, cô không dám tin là người này lại nói với cô như thế. Cô càng không dám mơ mộng rằng người đàn ông này sẽ thương cô. Không còn cách nào nữa đâu. 50-50, có ai biết trước được điều gì xảy ra? Tôi lỡ đầu thuộc dạng 50 kia thì sao? Thì tôi sẽ chết. Chết trước sau gì cũng phải chết chi bằng trước khi chết. Không phải tốn số tiền bỏ ra mà chẳng thu được kết quả gì. Anh cứ bắt nạt tôi tiếp đi. Hết 3 năm nữa là anh không còn cơ hội nữa đâu. Không được, tôi nhất định sẽ cứu cô, tôi sẽ đưa cô sang Mỹ để trị bệnh và cô sẽ sống. Cô phải có ý chí mạnh mẽ, tôi tin là cô sẽ sống. Anh tin thì có ích gì? Đến tôi tôi còn cảm thấy tôi sợ bản thân tôi, tôi bắt đầu chán ghét bản thân tôi thì anh cũng đâu có nghĩa gì. Hãy để tôi chết đi, như vậy tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Em có im ngay cho tôi không hả? Bộ em thích rời xa tôi lắm phải không? Tôi nói cho em biết rồi bất cứ giá nào tôi cũng đưa em đi trị bệnh Tôi không thể để em chết vì tôi cần em Em có nghe rõ không? Hắn tức giận lớn tiếng với cô Cô ngạc nhiên nhìn hắn Hắn vừa nói cái gì? Hắn cần cô sao? Cô thật sự là không ngờ đến Cô khóc không biết là mừng hay vì bị hắn la mà khóc nữa Ừ thì khóc, khóc đấy thôi Rồi cô bỗng ôm lấy người hắn Lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn Cô khóc sướt mướt, cô ôm hắn rất chặt, cứ như lòng một chút là hắn sẽ bỏ cô đi mất. Hơn bất kỳ thứ gì, cô là người sợ mất hắn nhất, vì từ lâu cô không thể phủ nhận rằng cô có tình cảm với hắn rất sâu đậm. Tôi không sợ mình sẽ chết, mà tôi chỉ sợ tôi sẽ không được ở cạnh anh nữa. Có bao giờ anh nghe tôi nói chưa? Tôi nói rằng tôi thương anh, tôi thực sự rất thương anh. Cô cứ khóc. Hắn ôm cô vào lòng hắn sững người ra. Cô thương hắn nhiều như vậy, tại sao hắn không nhận ra tình cảm của cô? vậy mà bao lâu nay hắn vẫn cứ nghĩ là mình thông minh sáng suốt có thể nhìn thấu tâm can ai đó vậy mà đối với người con gái yêu hắn như vậy thì hắn lại không nhìn ra cái đồ ngu dốt này mày chết đi là vừa tôi sẽ làm thủ tục rồi đưa em sang mỹ để chữa bệnh tôi không đi đâu hết anh cứ bỏ mặc tôi đi này có phải em muốn ăn đòn không tôi nói rồi tôi sẽ đi cùng em và em đi cùng tôi qua mỹ đừng nhiều lời nhưng mà sẽ không Cô còn chưa dứt thì hắn cúi xuống hôn cô Anh mà cái gì Ngốc ơi là ngốc Ngốc đến làm người khác phát bực Đã nói rồi Em nhất định sẽ sống Cấm em suy nghĩ lung tung nữa Nếu không sẽ phạt em bằng cách này Hắn lại cúi xuống hôn cô Ba ngày sau Mọi thủ tục hắn đã làm xong Công việc trong công ty hắn giao lại cho trợ lý giải quyết hộ Tiễn hai người ra sân bay Ông Dương căn dặn đổ điều Ông bảo cô nhất định phải khỏe mạnh trở về cả hai cúi đầu chào rồi hắn nắm lấy tay cô bước vào trong. Đến Mỹ là lựa chọn mạo hiểm không chỉ của cô mà là đối với hắn. Nếu như ca phẫu thuật không thành công, thì đồng nghĩa với việc cô ra đi mãi mãi. Thà rằng đánh cược lần này, hoặc là sống hoặc là chết để đối mặt với chúng, nhưng mà hắn thật không mong muốn điều tồi tệ với cô, bởi vì còn chuyện quan trọng mà hắn còn phải làm nữa. Đừng khóc, có tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Hắn kéo chăn đắp lên cho cô. Ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em dậy. Hắn ôm lấy cô để cô dựa vào lồng ngực của mình. Chuyến bay đến Mỹ cứ như thế mà cất cánh bay đi, rồi may mắn sẽ mỉm cười với cô, hy vọng là như vậy. Nguyệt Nguyệt, dậy đi, ăn chút gì đó đã. Hắn lay lay nhẹ tay cô. Dậy đi, ăn chút rồi, ngủ tiếp, không thì đói lắm. Tôi không đói đâu, không đói cũng phải ăn không được nhịn kẻo chịu nữa thì lại đau dạ dày thật không tốt đâu hắn quan tâm cô cô lại cảm động đến phát khóc mấy hôm nay hắn dường như thay đổi hoàn toàn khác lạ với hắn thường ngày hắn trở nên dịu dàng hẳn ra hắn lo lắng chăm sóc cho cô hắn không mắng cô nữa đã vậy hắn còn nắm tay cô hắn ôm cô cư xử nhẹ nhàng với cô hắn khác quá khác quá đến nỗi mà cô sợ hắn hôn và thả rằng hắn cứ đối xử như trước đây chứ bây giờ cô thấy thật không quen và có chút nguy hiểm em nghĩ gì vậy hắn gọi cô nhưng mà cô ngây người ra không trả lời không biết là cô đang suy nghĩ điều gì ờ à, ờ à, chỉ là mấy hôm nay tôi thấy anh lạ quá lạ hắn nhíu mày hắn là ở đâu hắn không hiểu cô đang nói gì anh đột nhiên đối xử tốt với tôi anh quan tâm tôi lại còn ôm tôi nữa chứ nếu là trước đây gặp mặt tôi là anh liền mắng nhức tôi chưa nói gì đến để ý tôi, lại còn chạm vào người tôi nữa. Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Vậy thì sao anh lại làm như vậy với tôi? Anh không cần thấy có lỗi vì do dù tôi dùng cầu thang mà làm như vậy đâu. Anh cứ là anh của trước đây, dù sao tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì tôi quen rồi. Chứ bây giờ anh trở nên khác lạ như vậy, thật khiến tôi sợ anh hơn nữa. Cô nói một hơi, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi hơn thì ra cô sợ hắn lắm sao? trước đây tôi tệ đến vậy cô à? hắn lại ôm cô vào lòng mình. anh thật sự là rất đáng ghét. anh luôn bắt nạt tôi. anh nói tôi là thứ phụ nữ hư hỏng. cả lòng tốt của tôi còn bị anh nghi ngờ. hàng ngày đối mặt với anh khiến tôi căng thẳng. tôi luôn tưởng tượng đến những việc mà anh có thể gây ra cho tôi. mỗi khi bước đến bàn ăn, tôi sợ anh không vui rồi lại bỏ ăn, nên tôi mới không chịu lên bàn cơm cùng anh với cha. Tôi sợ tôi bước vào phòng sẽ làm anh khó chịu, nên tôi ngồi ở ngoài đợi cho đến khi anh đi ngủ rồi thì tôi mới dám bước vào phòng. Tôi sợ anh chán ghét tôi, hơn nữa là cả quần áo anh mặc tôi cũng không dám chạm vào, lẫn những thứ liên quan khác, tôi cũng không dám đụng, dù có thì tôi nhờ bà bố nói là bà làm giúp anh. Anh là như vậy, anh chưa bao giờ nghe tôi nói, chưa khi nào nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng, cũng chưa từng tôn trọng tôi dù là một ít. Nhưng mà tôi đối với anh Là một lòng một dạ Tôi cũng không biết vì sao Nhưng càng lúc tôi càng yêu anh hơn Tôi ghét tôi tại sao tôi có thể yêu một người như anh Người luôn làm tổn thương tôi Tôi ghét anh lắm Sao cứ làm tôi đau lòng như thế hoài chứ Nói xong cô ả à khóc Mọi người xung quanh nghe tiếng Ai cũng tập trung vào cả hai Tay của hắn run rẩy nhìn người trong lòng mình nức nở Lòng hắn đau lắm đau như có ai đó lấy dao cắt ra từng mảnh vậy. Xin lỗi. Vợ tôi đi máy bay không quen nên có chút khó chịu. Hắn nhìn mọi người đang nhìn mình ai nấy mà nói. Ngay lúc này, hắn thật muốn đập đầu vào gối mà chết cho xong. Làm khổ cô biết bao lâu nay, vậy mà cô gái nhỏ kia vẫn yêu hắn. Nói xem, hắn có phải là người tàn nhẫn nhất trên cõi đời này không? Máy bay hạ cánh, cùng cô trở về khách sạn nghỉ tạm đêm nay rồi sáng mai trở vào bệnh viện tối đó hắn không ngủ được hắn nhớ tới những lời trên máy bay cô nói thật tình hắn đau xót khi nghe cô nói như thế hắn bước lại thấy cô vẫn mở hai mắt to như thế sao không chịu ngủ à chắc là do chảy muối giờ nên có chút không quen sao em không ngủ đi không muốn ngủ anh cứ đi ngủ đi tôi làm sao ngủ được khi em vẫn còn thức chứ hắn kéo chăn đắp lên người cho cô nguyệt nguyệt Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, nhất định là không đối xử với em như thế nữa đâu. Chỉ cần em sống, tôi nhất định sẽ bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. Mặc dù có hơi trễ, nhưng mà tôi sẽ yêu thương em và lo cho em cả đời này, em tin tôi chứ? Cô đưa mắt nhìn chằm chằm hắn, lại nữa rồi, mắt cô ươn ướt nữa rồi, cứ mỗi lần đối mắt với hắn như thế này cô lại khóc. Đừng khóc. Em đừng khóc, tôi không thích em khóc như thế đâu tôi đau lòng lắm ngoan nha đừng khóc hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi hôn lên chán cô mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đừng lo lắng em sẽ không sao đâu em sẽ bình an trở về thôi hắn vỗ vỗ trên mù bàn tay cô để trấn an cô ừ, nếu như nếu như mà tôi không trở về được anh nhớ phải sống tốt đó biết chưa còn phải chăm lo cho cha anh nữa Cha rất cô đơn nên anh quan tâm cha nhiều hơn. Cô nằm trên bàn mổ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của cô trong một tuần qua và hôm nay quyết định lên ca mổ, hy vọng cô sẽ bình an. Em nói cái gì vậy, cái đồ ngốc nghếch này, em sẽ về mà tôi còn chuyện chưa làm với em, em phải sống thì tôi mới thực hiện được. Đủ rồi, anh biết sai là được mà, anh cũng đã xin lỗi tôi rồi thực ra tôi chỉ cần nghe anh nói tôi sai rồi như vậy là đủ tôi đã chuẩn bị hết rồi cho nên anh đừng cảm thấy có lỗi với tôi nữa đừng mà em sẽ sống thôi đừng bỏ anh anh cần em anh yêu em cho nên bằng mọi giá em phải trở về với anh cầu xin em đấy có phải cô nhìn nhầm hay không là hắn đang rơi nước mắt giọt nước mắt rơi xuống má cô nóng hổi cô đau lòng nhìn hắn con trai mà cũng khóc cô mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho hắn Ngoan nào, nhắm mắt lại, anh sẽ đợi em ở đây. Anh chẳng đi đâu cả, đến khi em mở mắt, sẽ được nhìn thấy anh thôi. Hắn ôn nhu cúi đầu xuống, hôn lên trán cô. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, cô từ từ nhắm mắt lại, tay cô vẫn nắm chặt tay, rồi rơi vào trạng thái mê màn hẳn đi. Bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật, anh đứng ngoài này chờ đợi, thế ra cảm giác chờ đợi một người khó chịu như thế này Sáu tiếng sau, một vị bác sĩ bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ ưu buồn. Bác sĩ gỡ khẩu trang ra mà nói với hắn rằng, tình hình có vẻ không được thuận lợi lắm. Vì khối u khá lớn mà muốn cắt bỏ thì sợ ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến não bộ và các cơ quan liên quan khác. Bác sĩ còn nói thêm là cô ốm yếu quá, sức đề kháng khá kém và mất máu quá nhiều, hiện tại huyết áp giảm nhanh có lúc tim ngừng đập hẳn, cho nên bảo hắn nên chuẩn bị tâm lý đội ngũ nhân viên bác sĩ bên trong sẽ cố gắng hết sức để giúp cô dứt lời bác sĩ trở lại phòng mộ hắn ta điếng người không được cô không được phép chết hắn đã bảo là không cho phép cô chết rồi mà hắn bất lực khuỵu xuống nền và dựa lưng vào tường hắn cảm giác đôi mắt hắn nhòe đi như những hình ảnh trước mắt phải rồi hắn đang khóc hắn khóc to lắm hắn ôm đầu mà khóc rất nhiều. Hắn không chấp nhận người con gái kia thuộc 50% kia. Hắn không muốn như thế. Là anh sai rồi. Hắn đau đớn tự trách bản thân mình. Trái tim hắn giờ đây như từng nhát sao mà đâm vào. Ngạo mạng trong một thời lừng lẫy tiếng tăm trong trường đại học vì thành tích quá nổi trội và xuất sắc. Tưởng rằng chẳng ai bằng mình. Tưởng rằng hắn có tất cả mọi thứ trên đời này tưởng rằng không ai thành công vang dội như mình tưởng rằng mình thông minh trí tuệ khiến ai cũng phải khép nép vậy mà có một điều duy nhất là không hề biết hắn thất bại hoàn toàn trước cô người hắn cần nhất trên đời này là người con gái mà hắn hành hạ mỗi ngày nực cười cho số phận đừng bao giờ tưởng rằng mình giỏi mình hay không ai bằng mình nữa có tất cả thì sao có giỏi thì dành lấy người con gái đó Từ thần chết về đây đi Đồ ngạo mạn, ngu xuẩn Là vì mày, tại cái tôi trong mày quá lớn Nên mới khiến cho người khác đau khổ vì mày Đồ đê tiện Hắn tự chửi hắn Hắn cảm thấy kinh tởm bản thân hắn Hắn ghét bản thân hắn Rồi hắn tự tát vào mặt mình Đến cả hai má đã sưng đỏ lên Nhưng mà có đau bằng tim hắn Đang gì từng đợt máu không Hàng ngày ngay bên cạnh hắn Thật gần với hắn mà hắn không biết nắm giữ cho đến bây giờ cố níu lại danh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ hắn không thể nào chấp nhận sự thật này được làm ơn đi em đừng như vậy hãy bình an mà trở về rồi anh muốn rồi muốn làm gì anh cũng được anh tuyệt đối không như vậy nữa bốn tiếng sau đó nữa bác sĩ trở ra nét mặt giãn ra rồi thở phù nhẹ nhõm tôi thật mừng vì cô ấy đã không chịu bỏ cuộc chúc mừng anh Ca phẫu thuật tạm thành công tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều. Hắn mừng rỡ nằm lấy tay bác sĩ mà vui mừng. Nhưng mà tôi cũng nói trước là có thể cô ấy sẽ chịu di chứng tùy mức độ nặng nhẹ. Sao? Di chứng sao? Hắn vừa mừng thì nghe bác sĩ nói thế. Cảm giác như từ thiên đường mà rớt xuống 18 tầng địa ngục. Thôi tôi xin phép, có gì chúng tôi sẽ bảo vệ anh sao? Tôi có thể gặp cô ấy được không? Tạm thời vẫn chưa, vì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại cần được nghỉ ngơi cầu xin ông tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy thôi tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu tôi lo lắm xin hãy cho tôi ở với cô ấy chỉ để khi tỉnh lại không có tôi thì cô ấy sẽ rất sợ năn nỉ quá nên ông bác sĩ đành miễn cưỡng cho hắn vào phòng với cô may quá cô sống rồi cô không sao rồi hắn cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng giống như vừa nhắc tảng đá trên vai xuống vậy cho đến tận hôm sau, ngón tay cô nhúc nhích có dấu hiệu tỉnh lại, hắn vui mừng con xiết, hắn nhào lại chỗ cô mà nằm gọi cô. Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi à? Hắn không thể che giấu niềm vui mừng trong hắn mà ôm chầm lấy cô. Mình, mình còn sống sao? Cô tự hỏi rồi cô cười ông trời không nỡ cướp đi mạng sống của cô. Anh đã rất lo, khi nghe bác sĩ bảo trong khi mổ tim em đã ngừng đập, còn lại khối u kia bác sĩ gặp khó khăn trong việc cắt nó ra anh đã sợ là mất em hắn cứ ôm cô cứng ngắc như vậy rất hạnh phúc vì không cô không bỏ hắn mà đi nhưng mà sao mắt mình không thấy vậy cô sờ sờ lên mắt mình sẽ không sao đâu em đừng lo bác sĩ bảo đó là di chứng sau mổ em sẽ nhanh khỏi thôi nên là tạm thời bác sĩ dùng băng gạt để bịt mắt em lại không có vấn đề gì cả đừng lo nhưng anh là ai vậy nguyệt nguyệt em nói gì vậy anh là chồng em mà xem lại hỏi gì kỳ thế chồng à ừ anh là chồng của em mà hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng lẽ nào cô ấy mất trí nhớ sao nguyệt nguyệt đừng làm anh sợ em không phải bị mất trí nhớ chứ sao có thể được bác sĩ chỉ bà mắt em không nhìn thấy tôi chưa đầu có bảo em bị như vậy nữa đừng làm anh lo hắn thực sự là lo lắm rồi nếu như cô mà thấy bộ dạng này chắc cô cười xỉu luôn chứ chả đùa anh mua tôi ra đi anh... Anh cứng họng không dám tin đây là sự thật. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Anh dắt cô đi ra sân bay. Sức khỏe cô cũng đã hồi phục từ từ, nên bác sĩ cho xuất viện sau gần 15 ngày nằm viện. Thế là chuyến bay đã cất cánh trong lòng hắn cảm giác mơ hồ, vừa mừng vì cô sống sót. Nhưng lại đau khổ vì cô không nhớ hắn là ai. Em thật sự không nhớ anh là ai sao? không em không nhớ nghe giọng nói thì có vẻ quen nhưng em không nhớ anh là ai hết vậy em có nhớ ai không ai cũng được bà bốn ông dương cha mẹ và em ánh mai của em còn anh thì lạ đời dường như cô nhớ hết mọi người trong gia đình vậy mà có mỗi hắn là cô không nhớ thật kỳ lạ em không nói dối đúng chứ không có cô lắc đầu giúp của người đàn ông này lại bảo hắn ta là chồng của cô nhỉ hắn kê chiếc khăn mềm mềm lên đầu cho cô rồi chỉnh tư thế thoải mái để cô nằm ngủ như vậy đầu sẽ không bị đau tại vì hắn sợ cô nằm cấn vết mổ ấy mà về đến nhà mọi người lo lắng nên đã tập trung đông đủ ở nhà hắn cả rồi hay để anh bế em vào ấy thôi em đi từ từ là được anh không cần làm vậy đâu ông trời Nguyệt Nguyệt con tôi mẹ cô nhào tới ôm lấy cô bà khóc vì thương con gái con gái cha thật mừng vì con không sao chào cô cũng vui mừng không kém cha mẹ đến thăm con sao con vui lắm cô nhận miệng cười có em nữa em cũng đến thăm chị chị mau khỏi đó nhé ánh mai cười hì hì cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con như vậy con dâu ngồi máy bay có lẽ cũng mệt rồi hay là con lên lầu nghỉ ngơi trước đi ông dương cũng rất mừng khi con dâu của ông bình an trở về đây để bà đưa con lên lầu bà bốn đã lấy cô từ tay hắn rồi đưa cô lên phòng trước bác sĩ bảo cô ấy sẽ không nhìn thấy gì trong thời gian ngắn với lại mất trí nhớ nữa mất trí nhớ mẹ thấy con bé vẫn bình thường mà đâu có dấu hiệu gì mất trí nhớ đâu con con cũng không hiểu vì sao khi mọi người cô ấy đều nhớ duy chỉ có mình con là cô ấy không nhớ được Ông Dương cười thầm trong bụng, chỉ có thằng con trai ông mới không biết thôi. Thôi con cũng đừng lo lắng, rồi từ từ vợ con sẽ nhớ lại thôi. Ông chịu an ủi con rể mình. Tôi đó, hắn vào phòng thì thấy cô nằm dưới sàn nhà, vẫn là chiếc gối và con gầu bông trên tay mà ngủ. Hắn có chút bực bội liền đi lại định bế cô lên, thì dường như cô hoảng hốt giật mình. Anh thả tôi ra. Cô giật đến người. Cô tưởng đó là tên nào chứ? Khi không lại bế lên như vậy Ai mà không giật mình Sau này không được ngủ dưới sàn nữa Em sẽ ngủ với anh Anh cho em lên giường ngủ với anh hả à? Ừ đừng nằm dưới sàn nữa Anh không thích em nằm dưới sàn đâu Lạnh lắm Có sao đâu em quen rồi Giọng cô nhỏ dần Để anh tháo cây băng ra khỏi mắt em Để vậy khó chịu lắm Hắn từ từ gỡ ra giúp cô Cô nhơ nhơ mắt rồi từ từ mở ra Nhưng mà tạm thời vẫn chưa thấy gì cả Cảm ơn anh Cô cười nụ cười này thật đẹp. Nằm xuống đây, anh ôm em ngủ, khuya rồi. Cảm giác nằm trong lòng người đàn ông này thật sự rất an toàn và ấm áp, hạnh phúc nữa. Này, có phải nếu như em giết đi thì anh sẽ đau lòng không? Cô ngước lên nhìn hắn. Sẽ không đau lòng mà rất là đau khổ. Cô bật cười thành tiếng, "Ôi trời ơi, người đàn ông này đã trở thành một người hoàn toàn khác đi." Cô không nói gì nữa chỉ nhắm mắt lại rồi ngủ sáng tỉnh dậy cô muốn đi vệ sinh lắm nhưng mà phải đi làm sao đây do dự cả buổi cô tò mò mà đi đại luôn cô nhớ rõ vị trí nên theo cảm tính cô tò mò rồi bước thật chậm đi em làm gì vậy hắn vừa tỉnh lại hắn giật mình khi thấy cô như vậy hắn ngồi dậy rồi bước xuống giường đỡ cô em muốn vào nhà tắm à hắn hỏi cô rồi gật đầu Hắn đưa cô vào trong nhà tắm giúp cô, chải đầu rồi kẹp tóc lên gọn gàng, giúp cô rửa mặt, lại còn giúp cô đánh răng luôn. Nhưng mà quần áo tính sao giờ? Em tự thay đồ được. Cô có chút mắc cỡ nên mặt đỏ bừng lên. Em không thấy đường thì làm sao mà thay được? Để anh làm giúp. Nhưng mà vợ chồng với nhau chúng ta có gì đâu mà phải ngại. Ơ, ờ, anh gọi bà bốn lên giúp em là được. Mặc dù là vậy, nhưng mà cô có chút không quen khi để hắn giúp mình nhưng vẫn để hắn giúp, còn việc thay quần áo thì không được. Ẩm ừ, hắn cũng bước ra khỏi nhà tắm, mang theo một bụng tức trong người. Mặt hầm hầm ngồi trên giường đợi khi nào khỏi bệnh hẳn rồi, hắn tính sổ với cô. Xong xuôi bà bốn dẫn cô ra, hắn thấy vậy thì dịch người một chút ra để cô ngồi, còn bà bốn thì đi xuống bếp. Có trời mới biết, hắn đang nghĩ gì, nhưng mà chắc chắn là không có gì tốt lành rồi. Em có chuyện này muốn nói với anh. Em nói đi, không khỏe chỗ nào à em xin lỗi em nói rồi anh em sai rồi em nói rồi anh chuyện gì là chuyện mất trí nhớ ấy em chỉ đùa tí cho vui thôi định nói với anh lúc về nhà nhưng mọi người đều ở đây đông đủ em không muốn làm anh mất mặt trước mọi người nên không nói với anh em xin lỗi em không nên đùa giỡn với anh như thế khiến anh lo lắng em sai rồi không nói không rằng hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại và đi xuống bếp lát sau hắn đem tô cháo nóng hổi lên. Nhưng hắn thấy cô sắp khóc, không hiểu gì nên hắn mới hỏi cô sao lại khóc, cô lắc đầu mắt vẫn ngần nước. Em đang khóc à? Đau ở chỗ nào sao? Là anh giận em. Anh không trả lời em. Em không có cố ý đùa dai như vậy đâu. Ai bảo anh giận em chứ? Hắn vì cười chỉ đơn giản là xuống bếp đem cháo cho cô thôi. Vậy mà cái đầu kia suy nghĩ gì không biết. Anh chỉ xuống lấy cháo cho em thôi, Tuy là có giận đấy, nhưng mà em không sao là được rồi. Mai mốt đừng giỡn như vậy nữa, nếu không là anh lo lắm. Nghe chưa, anh không có giận em đâu. Hắn vuốt vuốt mái tóc của cô, há miệng anh đút cháo cho em ăn. Ăn xong phải uống thuốc nữa. Khoan đã, anh không đi làm đi, nghỉ lâu lắm rồi đó. Nghỉ nốt hôm nay thôi, mai anh đi làm trở lại, không ai đuổi việc đâu mà em đừng sợ. Đúng là làm giám đốc có khác, muốn nghỉ là nghỉ, muốn làm là làm có phải khi em hết bệnh rồi anh sẽ không đối xử tốt với em như vậy nữa đúng không này em lại nói linh tinh gì nữa vậy hắn có chút không vui khi nghe cô nói thế cả tháng qua ở cạnh cô chăm lo cho cô như thế cô vẫn còn nghi ngờ hắn sao số tiền mà anh chữa bệnh cho em là bao nhiêu tự nhiên cô hỏi vụ này không bao nhiêu cả vì em tốn bao nhiêu cũng được anh không bận tâm nhưng đó là tiền của anh tốn nhiều lắm đúng không giá nước ngoài trị bệnh là tốn không hề nhỏ đâu. kệ, tiền của hắn hay tiền của cô, thì hắn mặc kệ. cô bình an vui vẻ là hắn bỏ ra bao nhiêu cũng chẳng sao. chỉ cần em vẫn còn ở đây, dù tốn bao nhiêu anh cũng không hối hận. cũng đã lâu lắm rồi, hắn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. bác sĩ bảo rằng cô hồi phục nhanh, sức khỏe đã ổn định lại rồi. mắt cô giờ đã thấy mờ mờ rồi, chắc vài ngày nữa là sẽ thấy rõ thôi. Hắn ngồi đấy nhìn cô rồi cười với cô. Nếu không nhờ kỳ tích xuất hiện thì thần chết đã mãi mãi đem cô đi khỏi anh mất rồi. Anh mừng vì cô đã may mắn mà trở về. Hắn liền đi tới nắm tay cô rồi còn hôn lên trán cô. Tự dưng làm vậy cô ngạc nhiên nhìn hắn. Vẫn là gương mặt đẹp trai này nhưng là không còn đáng ghét như lúc trước nữa. Em còn nhớ trước khi vào phòng mổ anh đã nói về em những gì không? Anh nói là anh cần em, anh yêu em hắn nói vội rồi đặt nụ hôn lên môi cô cô mở hai mắt nhìn hắn hắn nói hắn yêu cô cô vui lắm anh yêu em hắn nhắc lại lần nữa anh chỉ cần có em bên cạnh anh sợ mất em anh không muốn em xảy ra chuyện gì hết thật may vì em đã trở về bên anh nếu không anh sẽ ân hận và cắn dứt lương tâm suốt cuộc đời này anh hối hận vì đã đối xử không tốt với em anh sợ sau này sẽ không có cơ hội sửa sai với em Anh biết lỗi rồi Anh xin em tha thứ cho anh Em biết anh thay đổi rồi Cả tháng qua anh chăm sóc cho em Là em biết hết Em không để ý đến chuyện cũ nữa Em không giận anh nữa Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy Đoạn cô chủ động hôn lên môi hắn Hắn bất ngờ bắt lấy cơ hội Và khám phá bên trong lưỡi anh Dây dừa với cô càn quét hết mọi ngóc ngách Trong miệng cô Thế là để ý chuyện đó mà trên suốt đường về nhà cô không nói câu gì, không để ý đến hắn chỉ nhìn ra cửa sổ thôi. Hắn ngồi kế bên lái xe không thể không nhịn cười với cô, hắn bật cười thành tiếng, còn cô thì thẹn quá hóa giận mà dùng gương mặt lạnh lùng nhìn hắn. Tâm tình hắn đang rất tốt nên dù cô có làm kiểu gì vẫn thấy đáng yêu, nhưng mà đối với cô khi nhìn thấy hắn cười như vậy, cô giận hơn mà mặc xác hắn. Đến khi về nhà cùng một mạch vào nhà rồi, phóng thẳng lên phòng chùm kiến chăn. Đừng có chùm kiến mít như vậy, em định chết ngả trong đó luôn chứ gì. Hắn kéo cái chăn ra, nhìn gương mặt của cô. Sao vậy? Giận anh chuyện gì à? Hắn xạo gớm, rõ là biết chuyện khi ở bệnh viện mà còn bài đặt hỏi. Anh còn dạ bộ nữa để người ta nhìn thấy thật là mắc cỡ muốn chết mà anh còn cười. Hắn lại cười mà càng cười không thể dừng lại được khiến cô càng giận hơn. Em chỉ hôn nhẹ có chút xíu, tại anh hết đó, anh đi đi." Cô đẩy hắn ra. Thì anh cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của em thôi, tại rùi rồi nên người ta mới thấy chị em giận anh đi sao?" "Đi đi, đang giận không biết nói câu an ủi nào, mày còn chọc kẹo nữa." Cô dùng cái gối đánh vào đầu hắn, "Chó anh chết này, đồ thối tha." Đột nhiên hắn ôm lấy eo cô, khiến cô không cử động được, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Rồi cúi đầu hôn xuống môi cô. "Chúng ta đi chơi đi, em thích đi đâu? Chúng ta đi du lịch từ khi kết hôn tới giờ mình vẫn chưa đi tuần trăng mật em nhỉ?" Tự dưng cái đi chơi anh định đóng cửa công ty luôn à? "Sao em cứ thích anh đóng cửa công ty thế? Nhưng mà như thế này, dù có đóng cửa thì anh vẫn nuôi được em, không cần phải em lo đâu. Đây nhá, mình đi hưởng tuần trăng mật đi." Nhưng mà vốn định từ chối rồi, nhưng ánh mắt kiên định của hắn làm cô không từ chối được ừ đi thì cô trả lời yếu xìu Được em muốn đi đâu Đi đâu cũng được Miễn có anh là em sẽ đi Cô trả lời thầm sang bụng Còn miệng thì báo cô không biết đi chỗ nào hết Hắn muốn dẫn đi đâu thì tùy hắn Loay hoay cả tuần sau đó Hắn với cô vác vali lên đường sang anh Nghe bảo nơi này cực kỳ đẹp Cô cực kỳ mong chờ và thích thú Vì đó chưa bao giờ được đến đây Thật là hóng quá Thích lắm sao? Hắn rất vui khi cô hào hứng như vậy Cô gật gật cái đầu nhỏ nhỏ kia Hai mắt sáng rực đến khi buồn ngủ lắm rồi Mới chịu ngủ chứ không thôi là cứ ngồi cười tiếu tít hoài luôn London nước Anh Hắn dẫn cô đi ăn khắp nơi này Tới nơi kia Bụng cô căng luôn rồi mà trời ơi Sao mà đồ ăn ngon dữ vậy Không biết ăn hoài ăn hoài mà không thấy chán Trông gầy gọ vậy mà ăn cũng nhiều lắm Hắn liền sợ cô ăn chút nữa Bụng sẽ cảm thấy khó chịu Nên là không cho cô ăn nữa dẫn cô đi bộ đi dạo. Luân Đôn về đêm càng lung linh tuyệt đẹp, mấy ngõ phố xe cộ chạy qua đây đều cực kỳ đẹp. Cô nhìn không chớp mắt luôn, lần đầu tiên được nhìn thấy những điều như vậy, bản thân cực kỳ phấn khích. Chơi đến tối hắn dẫn cô về khách sạn. Vừa về tới là cô lăn đùng ra ngủ thẳng. Hắn lắc đầu vào nhà tắm nhúng khăn cho ướt, rồi lau người giúp cô. Ngủ ngon nhé. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm xuống ngủ, hắn mỉm cười và mong chờ ngày mai đến. À, hôm nay là ngày thứ hai hắn và cô ở Anh. Tối nay có một bất ngờ nho nhỏ dành cho cô. Nghĩ đến đây, hắn cười như thằng ngốc. Cô thấy lạ, bèn hỏi nhưng mà hắn chỉ bảo là ở cạnh cô vui quá nên cười thôi. Lý do này hơi bị tào lao rồi đấy nhá. Tối nay mình sẽ đi đến một nơi, đảm bảo em sẽ rất thích cho mà xem. Hắn nhào má cô. Nơi nào? Chỗ đó đẹp lắm hả anh? Ừ, rất đẹp luôn. Hắn cười ma mị rất cảm động nữa là đằng khác. Tôi đến thành phố đã lên đèn, mọi người ra phố nhộn nhịp và tấp nập. Hắn tắm rửa sửa soạn một bộ vest trông lịch lãm hẳn ra. Và trông hắn đẹp trai mê luôn. Cả hai cùng rời khỏi khách sạn, rồi đến chỗ kia là nhà hàng sang trọng. Anh thật lãng phí đó. Đến nhà hàng năm sao luôn, thôi mình về đi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, tức thì bản mặt của hắn đen thôi Dám chừng đen hơn than nữa là Hắn dừng lại nhìn cô và bảo rằng Thì đi với em sao hoa tí cũng không sao đâu Vào đây Hắn nắm tay cô rồi bước vào trong Và đến chỗ bạn ăn hắn đã đặt sẵn trước đó Nhân viên dọn dạ thức ăn đầy bàn Toàn là những món mà giờ đó cô chưa bao giờ thấy Trông có vẻ ngon lắm Bạn ăn có nến và rượu vang Có cả bó hoa hồng đỏ thắm Đột nhiên, Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ của mình mà tiến lại, đứng trước chỗ cô ngồi. Đèn xung quanh tự dưng tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ mấy ngọn nến trên bàn kia. Hắn mỉm cười với cô, rồi khụi gối xuống đầu tiên là tặng bó hoa hồng cho cô. Anh không cần phải như thế đâu, đứng lên đi, mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa mình kìa. Cô vừa mắc cỡ, nhưng mà có thể thấy mắt cô dưng dưng nhìn hắn, đưa tay đỡ hắn, nhưng mà hắn giữ nguyên tư thế đó. Cô ngạc nhiên mở ta mắt nhìn Hắn dứt cuộc đang định làm cái gì thế Trước đây Khi cưới em về anh đã làm nhiều chuyện Khiến em phải buồn Làm em phải đau khổ Sau một thời gian anh mới phát hiện ra Bản thân đã yêu em từ khi nào không hay Anh biết rằng anh không phải là người chồng tốt Đối xử với em anh rất tệ Anh tệ lắm Anh là thằng đàn ông hèn hạ nhất trên đời Nhưng mà thật lòng anh nói ra Thì em là người con gái tuyệt nhất trong lòng anh anh chỉ cần có em bên cạnh vì anh yêu em, anh thực sự đã rất yêu em rồi. Ngày hôm nay trước mặt nhiều người như thế này, anh xin lỗi em để nói rằng anh sai rồi, từ đầu đến cuối anh đã sai hoàn toàn. Anh không nên làm tổn thương đến người con gái yêu anh như vậy. Anh không nên mắng chửi cô ấy, đuổi cô ấy đi, hết thức ăn cô ấy làm cho anh, nghi ngờ lòng tốt của cô ấy, cấm cô ấy đụng vào bất cứ đồ đạc gì của anh. Cô ấy đi tái khám mà anh không biết, lại còn nói oan cô ấy đi gặp tình nhân, tát thật mạnh vào má cô ấy, rồi còn cho cô ấy ngã cầu thang bị thương nặng như vậy, anh cũng không quan tâm cô ấy có sao không. Anh sai rồi, đó là những chuyện anh đã làm với cô ấy, anh cảm thấy vô cùng hối hận và anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh sai rồi, sao không lắng nghe cô ấy nói dù chỉ một lần? Anh sai rồi, anh đã không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Anh sai rồi. Sao anh cứ trách mắng cô ấy thậm tệ mà không xem lại bản thân mình chẳng có chút tư cách gì để nói cô ấy như thế? Tất cả là do anh sai, anh là người chồng không ra gì cả để cô ấy khóc rất nhiều. Nhưng anh hứa với cô ấy rằng, anh sẽ thay đổi, sẽ làm người chồng tốt, đối xử và yêu thương cô ấy thật nhiều, sẽ tôn trọng cô ấy và lắng nghe cô ấy nói, sẽ không làm cô ấy khóc nữa, không làm cô ấy đau lòng vì anh nữa, sẽ cùng cô ấy sống hạnh phúc đến mãi sau này nguyệt nguyệt tên của em rất đẹp nó đẹp giống như chính con người của em vậy chính em đã mang ánh sáng đến cho anh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh thay đổi suy nghĩ trong anh anh mong em cho anh cơ hội để anh được ở cạnh em và cùng em làm lại từ đầu sau này đồ ăn em nấu anh sẽ ăn giường chúng ta cùng ngủ chung em anh sẽ ăn cơm cùng em quần áo của em xếp anh sẽ mặc sữa em pha anh sẽ uống em là vợ anh em có tất cả quyền làm vợ đối với anh tài sản và tiền của anh sẽ giao lại cho em nguyệt nguyệt em đồng ý lấy anh lần nữa chứ làm vợ của tên thối tha này như anh chứ hắn mắc trong tuổi áo ra một hộp vuông nho nhỏ chìa tay ra trước mặt cô mọi người xung quanh tuy là không biết hắn nói giống như quỷ gì cả nhưng mà tình hình này là biết hắn đang cầu hôn cô rồi ai cũng vui và mỉm cười rồi vỗ tay chúc mừng cho hai bạn trẻ Em xin lỗi Câu nói cô phát ra xong Hắn cảm giác như trời đang sập xuống Anh thật sự rất tệ Anh là tên xấu xa Nhưng mà em đã lỡ thương anh rồi Em không còn cách nào khác nữa Em yêu anh rất nhiều Em không quan tâm đến tiền hay là của cải vật chất của anh Nhưng gả cho anh thì được Em chấp nhận rồi Anh đừng dậy đi Đừng quỳ nữa Cô khóc rứt mướt nãy giờ Gương mặt hắn coi không thấy rõ Nhưng mà cô biết hắn đang rất nghiêm túc cô cảm nhận được sự chân thành từ hắn, cô gật đầu rồi ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc, rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô. Đáng lẽ là mua nhẫn rồi, nhưng mà cả hai đã có nhẫn cửa trước đó rồi, nên thôi, hắn mua dây chuyền. Em yêu anh nhiều lắm, cô vùi đầu vào lừng ngực của hắn. Anh yêu em, anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi gắt cao ôm lấy cô. Mọi người vỗ tay hoan hô rồi cùng nhau hô to. Hôn đi, hôn đi. Hắn mỉm cười cúi đầu xuống hôn môi cô, hắn đang chìm trong hạnh phúc, hắn rất rất là hạnh phúc. Hắn buông cô ra nhìn mọi người, rồi hắn cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn. Đèn được bật sáng, ai nấy đều rất vui khi chứng kiến màn cầu hôn vừa rồi. Sau đó, họ tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng họ còn nhìn cô và hắn đang nói gì rồi cười, nhưng cô biết họ đang khen trên gương mặt họ thể hiện sự ngưỡng mộ và ghen tị với cô. Cô thích lắm. Cô cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà hắn đeo cho mình. Sợi dây chuyền này thật đẹp, cô không hề biết là hắn âm thầm chuẩn bị cầu hôn cô như thế. Đến bây giờ cô vẫn còn thấy ngạc nhiên, vô cùng cứ tưởng là mình đang nằm mơ chứ. Mà tát mình một cái, "Ôi da, đau thật đấy, vậy là không có nằm mơ đâu." Không phải mơ đâu đồ ngốc này. Hắn bật cười trước cái sự dễ thương ngây ngô của cô. Em muốn chắc chắn lần cuối thôi. Cô chu môi hai má đỏ đỏ rất đáng yêu Nhưng mà cái này rất đắt Hay em để vào hộp cất nó đi nhé Không được Em cứ đeo nó cho anh Em ăn đi Hắn gấp thức ăn cho cô Cả hai mỉm cười vui vẻ Giây phút này đây tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi Hôm nay trời đẹp Nắng nhẹ, gió lay Ánh Mai gọi điện cho cô Muốn gặp riêng cô Vì thế ánh Mai đến thẳng nơi cô làm Nguyệt Nguyệt là nhân viên phục vụ của một quán cà phê gần nhà cha mẹ của cô. Ừ, làm ở đây cũng 2 đến 3 năm gì đó rồi. Anh Mai đến tìm cô, cả hai tìm cái bàn trống gần cuối quán để nói chuyện. Chị đã khỏe hẳn chưa? Sao lại đi làm sớm vậy? Mắt chị đã thấy rõ rồi chứ? Cảm ơn em, chị đã khỏe hoàn toàn rồi. Mắt chị cũng đã nhìn rõ trở lại. Hôm nay em không đi làm sao đến giờ này? Em cảm thấy không khỏe cho nên suy nghĩ hôm nay và có vài chuyện muốn gặp chị ừ có việc gì em cứ nói đi chị nghe này chị và anh rể hai người không có xảy ra chuyện gì chứ cái gì sao tự dưng ánh mai hỏi chuyện này vậy cô khá là ngạc nhiên và khó hiểu đứa em của mình tự dưng hỏi vậy cô có hơi lúng túng biết trả lời sao đây ý em hỏi là anh rể và chị có từng quan hệ hay chưa hỏi thẳng vấn đề tế nhị như này trong lòng của cô có chút khó chịu giống như bị điều tra vậy cô không thích điều này um, chưa chưa cô cúi gằm mặt nhưng cô không biết trong lòng anh Mai đang vui tới mức nào đâu. Anh rể không hề yêu chị, vì nếu như yêu chị thì tất yếu sẽ ham muốn chị, chỉ bằng hai người sớm ly hôn đường ai nấy đi, như vậy sẽ không làm khổ nhau. Hai người ly hôn rồi đi tìm người thích hợp với mình hơn, vì dù sao chị và anh rể hai người không yêu nhau, không xảy ra chuyện gì, cho nên không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Em cũng nói thẳng luôn, em đã yêu anh ấy rồi, chị không yêu thì chi bằng nhường anh ấy lại cho em đi. Em sẽ không để ý đến việc chị và anh ấy từng kết hôn đâu Em nói như thế mong chị suy nghĩ rồi trả lời cho em biết Chào chị Ánh Mai cầm túi sách ra khỏi quán để lại cô ngồi đó Ánh Mai yêu hắn sao Em gái cô yêu chồng của cô Về đến nhà cô thận thở như người mất hồn Cứ nghĩ đến những lời ánh Mai nói Quả thật cô cảm thấy cũng có lý Hắn nói hắn yêu cô Vậy mà chuyện vợ chồng hắn chưa bao giờ đề cập đến Như vậy chẳng phải rất kỳ lạ sao Em làm sao vậy sao lại ngồi như người mất hồn vậy? Có chuyện gì à? Hắn vừa tắm xong đi ra thấy cô. Hắn liền sờ chán cô, đâu có bệnh đâu, sao lại trở nên như vậy? Cô không nói gì, chỉ nhào đến ôm lấy hắn rồi hôn tới tấp, đã vậy còn để hắn xuống giường mà hôn. Hắn có hơi bất ngờ, sao hôm nay cô lại như thế? Khoan đã, em làm sao thế? Hắn khó hiểu nhìn cô, rõ ràng là cô lạ lắm, cô không trả lời mà tiếp tục hôn hắn. Em có chuyện gì sao? sao mà lạ thế hay là mình làm chuyện ấy đi chuyện mà vợ chồng nào cũng làm đó cô tự mình nói ra với hắn thử thật cô nói mấy lời này cô muốn tự tát vào mặt ghê thật là xấu hổ muốn chết anh mệt lắm hắn kéo cô ôm vào lòng hôm khác em nhé giờ mình đi ngủ đi sáng mai anh còn phải đi sớm nghe hắn từ chối như vậy cô thấy hụt hẫng hơn bao giờ cô đã chủ động như vậy mà hắn không chịu như vậy là hắn đâu có yêu cô đâu, tất cả chỉ là giả dối. Cô nhớ đến những lời ánh mai nói quả thật rất đúng, đã là vợ chồng thì chuyện chăn gối là hết sức bình thường, vậy mà hắn từ chối cô, cô cảm thấy tổn thương lắm. Cô không nói gì nữa, ngồi dậy gài nút áo lại đàng hoàng, mặt buồn bã vào nhà tắm. Lát sau đi ra, cô không nói gì nữa, chỉ im lặng nằm xuống giường, ngủ quay lưng lại với hắn. Hắn biết cô giận, cho nên liền kéo cô vào lòng, mà ôm mà hít hương thơm trên người cô mùi thơm này thật dễ chịu hắn đặt tay lên eo cô vùi mặt mình và hõm cổ cô mà ngủ ngon lành mấy hôm sau nữa cô hoàn toàn lơ hắn đi hắn cũng biết là chuyện đó nhưng mà không có cách nào khác được nên đành im re luôn mà mấy hôm nay công ty vừa ký hợp đồng với một đối tác từ phía nhật bản cho nên hắn đi sớm về muộn cũng không có thời gian nhiều để ở bên cạnh cô hắn cũng khó chịu không kém hắn sợ cô buồn nên tranh thủ hoàn thành công việc rồi trở về nhà vậy mà về đến nhà thấy cô lơ mình nên hắn càng khó chịu hơn hắn hỏi nhưng cô chỉ nói là cô mệt chứ thật sự trong lòng cô đang nghi ngờ hắn nên cô không muốn giải thích gì thêm nữa alo anh rể à em là ánh mai đây ạ à? ừ có việc gì không anh đang bận việc em nói lẹ đi à em có thể mời anh đi ăn cơm với em được không em có chuyện này muốn bàn bạc với anh vậy nhé chỗ hẹn em sẽ gửi qua cho anh sau ánh may liền cúp máy điện thoại không đợi hắn ta trả lời cô ta cười khoái chí mà hí hửng về nhà mà sửa soạn đúng hẹn hắn đến nơi cô ta gửi qua bữa này cô ta ăn mặc khá là um, thoáng mát đó mà trời thì cũng đâu có đóng được đến nỗi thế này đâu cô ta định quyến rũ hắn đó mà cô ta cố tình ăn mặc như vậy hẹn nơi sang trọng như vậy đều là có ý đồ rồi cô ta bắt đầu khóc lóc kể khổ này nọ mà còn nói xấu Nguyệt Nguyệt nữa. Anh uống với em đi, hôm nay nhất định không say không về. Cô ta uống cạn ly, hắn cũng uống cạn ly. Mấy hôm nay hắn buồn vì cô làm lơ hắn, cho nên cũng muốn mượn rượu để giải sầu. Đã hơn 6 giờ tối, hắn và cô ta đi về. Cô ta bảo muốn ngủ qua đêm ở nhà hắn, vì cũng lâu rồi không ghé và muốn thăm ông Dương, chị gái mình. Hắn đầm ừ rồi cũng đồng ý đưa cô ta, đang vui, và cả hai say xỉn hết không biết trời trăng mây gió gì rồi nói đúng hơn là hắn say thôi chứ cô ta làm gì say cô ta giả bộ đó và sau đó cô ta đã dựng ra một mạt kịch đồ giả dối cô ta tát vào mặt hắn rồi cầm lấy túi sách mà chạy ra khỏi phòng cô ra khỏi nhà luôn cô đang khóc cô khóc nhiều lắm cô đang đau nhiều lắm tại sao hắn lại làm như vậy với ánh mai người đó là em vợ của hắn hơn nữa sao hắn có thể làm chuyện bại hoại trong chính căn phòng của hai người Càng nghĩ, cô càng đau lòng mà bỏ chạy đi thật nhanh, cô không thể kìm nén được nhìn cảnh hai người họ. Cô ghét hắn hận hắn vô cùng. Sáng hôm sau, hắn từ... từ từ mở mắt lại và nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Chết tiệt, hắn liền vào nhà tắm thay quần áo trình tề, rồi hắn bước xuống lầu thấy bà bốn đang loay hoay. Cô ấy vẫn chưa về sao bà? Nguyệt Nguyệt bỏ đi từ tối qua, đến giờ bà có gọi điện nhưng không bắt máy. Con nhanh đi tìm vợ con về đi, bà thấy nó khóc rất nhiều chắc nó buồn dữ lắm dạ con biết rồi con đi đây hắn không thèm ăn sáng mà lái xe đi tìm cô gọi cô mấy chục cuộc mà cô không bắt máy cho nên hắn nhắn tin bảo cô bắt máy hắn muốn giải thích cho cô hiểu hắn chạy đến nhà cha mẹ cô nhưng ông bà nói cô không về đây ông bà hỏi giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì sao nhưng hắn chỉ bảo là cả hai cãi lộn rồi cô giận mà bỏ đi thôi trên lầu ánh mai nghe thấy thế thì cười hà hê Cô ta tưởng là đã chia cắt được hai người bọn họ rồi, xem ra cô ta có hơi vội mừng nhỉ. Dòng rủi cả ngày, hắn đi tìm cô, hắn đã đến tất cả những nơi mà cô có thể đến, nhưng vẫn không tìm được chỗ làm, thì mấy nhân viên ở đó nói là cô xin nghỉ vài hôm. Hắn khó chịu bực tức phát ruyên người, giữa cuộc cô đi đâu mà không tìm ra được, hắn cứ gọi cho cô thiếu điều muốn cháy máy điện thoại. Hắn đành phải trở về nhà, quần áo bèo nhào hắn cả ngày, không ăn uống gì, Đầu tóc rối tung như tổ quạ, hắn lết cái thân lên phòng nằm dài ra mà bất lực. "Em làm ơn đừng trốn nữa, anh đang rất lo lắng cho em. Hãy nghe anh nói, hãy nghe điện thoại của anh, anh sắp phát điên rồi." Hắn gửi tin nhắn thoại cho cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày bốn, ngày, bốn ngày. Bốn ngày trôi qua. Không ngày nào hắn trở về sớm hơn 10 giờ tối cả, hắn vẫn chạy khắp nơi đi tìm cô hắn uống rượu rất say rồi trở về nhà bụng trống rỗng chỉ toàn là rượu với rượu hắn phát sốt vừa về đến nhà là hắn ngất luôn ngoài cổng khó khăn lắm thì mới đưa được lên trên lầu tao dạy dỗ mày như thế nào mà để mày hư đốn như thế hả ông dương tức giận bỏ mặc hắn mà bỏ về phòng mình anh xin lỗi anh nhớ em lắm đừng trốn anh nữa hắn lại gửi tin nhắn thoại cho cô hy vọng cô sẽ trở về nhà con ăn chút cháo đi con ăn đi uống thuốc nè Bà bốn bưng cháo lên phòng cho hắn Nguyệt Nguyệt đừng bỏ anh Anh biết lỗi rồi đừng bỏ anh nữa Mau về nhà đi Hắn khóc, hắn khóc thành tiếng Hắn không thể nào kìm nén được thêm phút giây nào nữa Anh sai rồi Hắn cứ tiếp tục khóc Không chịu ăn uống gì Không uống thuốc nên bệnh càng nặng hơn Hắn sốt cao lắm Môi mím tái lại ra trở nên nhăn nheo Cỏ má cũng đã hóp lại trông thấy rõ Nguyệt Nguyệt hả? Bà bốn đây, con ơi con mau về đi. Thằng Quốc Anh nó bệnh rồi, nó không chịu ăn uống gì cả. Mấy hôm nay nó chỉ uống rượu đến tận khuya mới về, nó cứ gọi tên con mãi. Con về nhà đi con. Bà bốn lo lắng cho hắn thiết nghĩ, cô mà không về nhà, chắc hắn bỏ mạng luôn mất, nên bà lấy điện thoại hắn mà gửi tin nhắn thoại cho cô, bà hy vọng cô sẽ về nhanh thôi. Anh có lỗi với em nhiều lắm, về đi, đừng bỏ anh nữa mỗi lần hắn tỉnh lại hắn đều khóc mà nhắc cô khóc đến hai mắt sưng to luôn rồi nửa đêm cũng cỡ hơn một giờ sáng cô cũng chịu về nhà tuy là rất giận nhưng mà nghe bà bố nói như thế quả thật cô không đành lòng trời ơi con về rồi bà bốn mừng rỡ cô mở cửa phòng ra cô lại nhớ đến ngày hôm đó nhưng nhanh chóng cô bỏ qua mà bước vào cô thấy hắn nằm trên giường hắn rất nóng trên mặt vẫn còn nước mắt cứ cầm lấy điện thoại không ăn uống gì nên hắn ốm ra hẳn cô thấy như vậy cô xót lắm hắn giật mình tỉnh lại nhưng vẫn còn mê man hắn gọi tên cô hắn xin lỗi cô hắn nói hắn muốn giải thích cho cô hiểu rồi hắn lại khóc hắn đau lòng lắm hắn nhớ cô và rất muốn đi tìm cô cô đau lòng khi nghe hắn nói như thế cô ôm lấy cơ thể nóng hổi của hắn cô biết mình sai rồi cô không nên nghi ngờ hắn càng không nên bỏ nhà đi như vậy nhưng mà hôm đó, cô đấu tranh dữ dội trong lòng, nhưng cuối cùng cô chọn là sẽ tin hắn. Cô khóc mà ôm hắn trong lòng mình. Được rồi, chỉ cần hắn khỏi bệnh, cô sẽ nghe hắn giải thích rõ ràng. Sao anh trở nên nông nỗi như vậy? Anh không biết tự chăm lo cho mình hay sao? Cái tên thối tha này. Cô khóc nhiều hơn. Nguyệt Nguyệt hả? Em về đó sao? Anh rất nhớ em. Hắn cố gắng mở đôi mắt một cách nặng nhọc mà nhìn cô và đưa tay yếu ớt của mình lau nước mắt cho cô. Anh ngủ đi, em sẽ không đi đâu nữa, em về với anh rồi này, anh ngủ đi. Cô vỗ về hắn giống như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ. Cô thức cả đêm để chăm sóc cho hắn, rồi cô xuống bếp nấu cháo đợi đến gần sáng cô gọi hắn dậy. Em đút cháo cho anh ăn. Cô lại khóc, nhìn bộ dạng của hắn ngay bây giờ cô đau còn hơn khi hắn làm tổn thương cô nữa em em về rồi hắn ngạc nhiên nhìn cô hắn thực sự là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô hắn còn tưởng hắn đang mơ nữa chứ tối qua anh mê man sốt cao lắm em về để chăm lo cho anh em xin lỗi em sẽ không đi đâu nữa cô cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ môi hắn khô khóc lạnh ngắt cô nhìn hắn mà không khỏi xót xa anh ăn chào nhé em nấu cho anh này nhanh khỏi bệnh đã cô đốt chào cho hắn ăn Thật sự là hắn không cần nữa Hắn thấy khỏe rồi Khi thấy cô về đây Anh đã giảm sốt rồi Giờ anh ngủ chút xíu đi Khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn Em phải dọn dẹp lại phòng đã Lúc này trông nó rất bừa bộn Cô nhìn mà mỉm cười rồi đỡ hắn nằm ngay ngắn Kéo chăn đắp cho hắn Rồi mới rời khỏi phòng Đến chiều hắn tỉnh lại Hắn cảm thấy đỡ nhiều rồi Không còn nôn hay chóng mắt nữa Nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường trở lại anh xin lỗi hắn cúi mặt không dám nhìn cô anh không biết người đó là anh mai hơn nữa anh cảm thấy rất buồn vì em làm lơ anh cho nên anh mới uống say nhiều như vậy mấy hôm trước anh ký hợp đồng với đối tác mới nên bận công việc cho nên anh không quan tâm em được để em suy nghĩ lung tung còn chuyện đó không phải anh không muốn nhưng vì anh thấy mệt trong người nên không thực hiện với em được anh hoàn toàn không phải là người chủ động hơn nữa anh không biết vì sao anh và cô ta lại ở trên giường mình anh còn tưởng là người đó là em cho nên anh mới đừng làm lơ anh nữa anh biết là anh sai rồi sau này sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa em tha lỗi cho anh đi hắn nằm lấy tay của cô gương mặt hối hận thật sự em sai rồi lúc đầu là em nghi ngờ anh là em không tốt lại không tin tưởng chồng mình chỉ vì em nghe ánh mai nói như thế mà vội kết luận như vậy là em có lỗi với anh trước để anh chạy đi tìm em lại còn bị bệnh em mới là người có lỗi với anh em xin lỗi là em sai hắn kéo cô và ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc của cô anh không bỏ qua cho anh mai đâu anh không nể tình cô ta là em của em đâu vì cô ấy mà tình cảm vợ chồng mình mới như vậy anh sẽ gặp cô ấy nói chuyện anh mai em ấy cũng yêu anh còn bảo rằng em và anh hãy ly hôn và nhường anh cho em ấy anh biết không khi nghe mấy lời đó em đã đau lòng đến mức nào anh biết hết xin lỗi xin lỗi vợ yêu của anh anh chỉ yêu mỗi mình em thôi em nhớ rõ chưa anh yêu em thật sự rất yêu em cô đang càng lúc càng yêu thương người đàn ông này thật sự cô muốn đánh bản thân mình chỉ vì mấy câu nói của anh mai mà nghi ngờ hắn công việc hắn bận rộn như vậy không biết thông cảm mà còn vì chuyện còn con mà làm lơ hắn lần này cô sai thật rồi sau này cô sẽ không như vậy nữa cô sẽ quan tâm hắn và hiểu hắn hơn sẽ không làm vậy nữa đâu sáng sớm nhèo nhèo mắt mấy cái rồi mở mắt ra nhìn người bên cạnh người đàn ông ấy vẫn đang ngủ say tay vẫn đang ôm cô gương mặt kia vẫn đang úp vào hõm cổ của cô cô mỉm cười cô cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ đó chứ Gặp hắn rồi yêu hắn chỉ có mấy tháng ngắn ngủi Vậy mà mấy tháng ngắn ngủn kia Đã không biết là xảy ra bao nhiêu chuyện đủ thứ Cô quay sang đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn Tóc rất mềm mượt và thơm nữa Mà cô thì rất thích mùi thơm này Nhìn gương mặt kia nhiệt tình và đẹp không chỗ chê Anh đẹp trai quá phải không? Hắn cười nhưng mắt vẫn nhắm Ừ, có trông đẹp trai đôi khi cũng khổ thật Em nè, chỉ bằng chúng ta sinh em bé đi để nó được hưởng gen từ cha nó hắn nở nụ cười tà đạo hả sinh em bé cô ngượng ngùng đỏ mặt mới sáng sớm thôi mà có cần nói mấy lời đó không thật là ngại chết đi được anh cho em chọn em muốn ở trên hay ở dưới cô câm nín trời ơi sao hắn hỏi gì mà kỳ cục thế mặt cô đỏ lắm luôn rồi này em không biết nhưng mà hôm nay chẳng phải anh đến công ty giải quyết sao em đang đánh trống lặng đâu hả có đâu, và lại em đang có kỳ rồi không được đâu." Cô nhướng mày nhìn hắn, hắn thở dài thất vọng. "Thật tình thôi thì đợi cô qua kỳ, từ từ làm cũng được." Được rồi, hắn làm mặt giận dỗi nhìn cô, rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị đi làm. Nhìn bộ dạng này thật tình cô muốn cười lắm, nhưng mà phải nén lại kiềm chế lại. "Thôi mà, đừng giận nhá, Cô nũng nịu ôm lấy cái tay hắn, rồi hôn chụt lên môi hắn đáng ghét thật hắn nhéo cái mũi của cô rồi cùng nhau xuống lầu ăn sáng mấy hôm sau hắn từ công ty trở về thấy còn sớm hơn nên quyết định đi đón cô luôn đến nơi cô vẫn còn đang làm việc nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ kia làm việc mà hắn thấy dễ thương hết sức hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt cô về nhà nhốt luôn cho rồi chưa để ngoài đường như này sợ có ngày người khác cướp mất nguyệt nguyệt chồng chị đến đón chị kia à ơ ừ cô quay lại thì thấy người đàn ông kia đang nhìn mình rồi cười với mình cô đột nhiên dâng lên cảm xúc khó thả trong lòng đại khái là hạnh phúc anh đến đón em đây sao hả có mệt không hắn lau mồ hôi trên mặt cô vẻ mặt ôn nhu cô cười hì hì nhìn hắn càng lúc càng đẹp trai bà chủ hôm nay vợ chồng em có chuyện bận về sớm tí được không hắn hỏi bà chủ với vẻ mặt rất thân thiện định dùng mỹ nam kể ấy mà được chứ Bận thì cứ về trước đi nhé Cảm ơn bà chủ Em bận việc gì mà để chồng đến giúp vội vàng thế Dương ơi Mấy chị nhân viên trong quán chào kẹo cô Dạ bận về nhà sinh em bé ấy Em cảm ơn nhé Hôm nào em sẽ đến đây không quên rủ thêm đồng nghiệp trong công ty ủng hộ đâu ạ Cảm ơn mấy chị Cảm ơn bà chủ nhiều nhé Hắn trả lời tỉnh bơ trong khi mặt cô hầm hầm đầy sát khí rồi Có phải nói như thế trước mặt Rất là nhiều người không Xấu hổ muốn chui xuống đất đi được mà Hắn lết lại chỗ cô chớp chớp mắt nhìn cô Ý muốn nói gì đó nó, rồi lại cười cười với cô Chắc tại xấu hổ nên từ đó tới tối Cô không thèm nói với hắn câu nào luôn Anh bị chạm dây nào sao Ánh mắt nghi ngờ cô ném cho hắn nụ cười khinh bỉ Rồi chùm kín chăn lại Mình sinh em bé đi Để ông nội có cháu Hắn kéo cái chăn ra Đưa mặt sát mặt cô Muốn sinh tự anh đi mà sinh cô giấu hổ quay mặt đi ừ vậy cũng được dứt lời hắn cởi đồ hắn ra rồi tiếp đến gỡ nút ảo cô anh tính làm gì thì tự anh làm cũng được em cứ nằm yên đó hắn nở nụ cười gian manh rồi cúi mặt xuống hôn lên môi cô ngầu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô anh yêu em cho đến sáng thức dậy cô không dám nhìn hắn luôn cô mắc cỡ lắm nên cứ nằm im re đó mà giả vờ ngủ mặc dù đã thức dậy từ nãy đến giờ rồi anh biết là em thức rồi sao vậy xấu hổ sao hắn ôm lấy cô rồi hôn lên chán cô nhưng mà em đau lắm bây giờ vẫn còn đau hắn vút về gương mặt cô nở nụ cười thỏa mãn lần sau sẽ không nhẹ nhàng với em hơn rồi hắn ôm cô vào lòng cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh cả đời này nếu như không gặp được em thì đó là một điều hối tiếc nhất anh yêu em nhiều lắm, bà xã. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận hạnh phúc, tim hắn đập nhanh dồn dập. Em cũng yêu anh nữa, ông xã. Cô sở mà cô hắn vút ve gương mặt hắn. Để anh xin cho em nghỉ hôm nay nhé. Dạ sao cũng được. Cô cười tít mắt với hắn, sau đó hắn ngồi dậy đỡ cô vào phòng tắm vệ sinh này nọ. Nhìn thấy vệt đỏ trên giường mà hắn cười thầm trong lòng. Như vậy cô đã thuộc về hắn, mãi mãi thuộc về hắn mà thôi. Thưa cha mẹ, con mới về." Hắn cúi đầu chào. "Cha mẹ." Cô chạy đến ôm lấy cha mẹ, cô vui lắm, hôm nay cô và hắn về nhà để thăm cha mẹ. "Con gái đã khỏe rồi chứ?" Cha cô vuốt mái tóc của cô. "Dạ, rất rất khỏe luôn." Cô cười tít mắt. "Hôm nay ở lại ăn cơm với cha mẹ nhé, lâu rồi không thấy con về thăm mẹ. Đặc biệt sẽ làm mấy món ngon mà con thích ăn nhất." Mẹ cô vui mừng ôm lấy cô con gái mà mình nhớ mong ngày đêm từ khi cô gả đi không khí trở nên lạnh lẽo hẳn đi vì có cô ở nhà là cô cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia nói suốt cả ngày cũng không hết chuyện nhớ cha mẹ quá đi vợ chồng con bận quá nên không về thăm được xin lỗi cha mẹ cô ôm lấy cha mẹ rồi nũng nịu y như đứa trẻ nhỏ thật là dễ thương hai đứa vẫn ổn cả chứ nào nào chồng cũng nguyệt nguyệt sao không ngồi xuống đi người trong nhà không con đừng ngại ông triệu nhìn con rể thấy hắn ta cứ đứng như trời sáng ở đó bộ sợ trên ghế có gì sao mà không dám ngồi dạ con ngồi đây hắn cười hì hì tại vì trong lòng đang vui sướng quá vì nghe cô bảo rằng vợ chồng con ôi trời hắn sướng dân cả người đã tai gì đâu cảm giác hạnh phúc khó tả để mẹ đi chợ nấu cơm cho con gái yêu dấu của mẹ nhé hai vợ chồng ở nhà chờ mẹ mình ơi chợ tôi ra chợ mua ít đồ sau khi ông bà đi thì cái tên hảo sắc kia bổ nhào lại cô như con sói vồ mùi này khi nãy em nói cái gì vẫn còn đang sướng chứ gì hắn khoái chí nói gì anh cơ em nói cái gì mà vợ chồng gì đó anh muốn nghe nữa anh thích nghe em nói như thế thì là vợ chồng mình em nói thế không phải sao phải phải em lúc nào cũng đúng hết sau này em nói gì cũng nghe chết chưa chàng phút hướng lên nói vậy lỡ mà con vợ mình nó cấm dục mình một tuần không phải là chết cha cả đám sao ôi sao mình ngu thế hắn lẩm bẩm tự rủa bản thân mình ơ chị hai ảnh mai nghe có tiếng cười nói dưới lầu nên đi xuống không ngờ người chị yêu quý nhà mình cố tình giở trò lại xuất hiện trước mặt mình ừ chị về thăm cha mẹ cô mỉm cười cô coi như là không có gì xảy ra giữa ba người mình ra sao vườn chơi đi Giá hít thở không khí trong lành cho đỡ ngột ngạt Hắn nhìn cô cười nhẹ Rồi nắm tay cô đi Sao lại như vậy được Anh Mai mất bình tĩnh Giết chặt tay lại Nhìn theo bóng dáng hai người họ Lẽ nào anh ta biết mình giờ cho Anh Mai tức run người <laughs> Coi như là chị cô ta may mắn đi Nhưng mà không có lần sau đâu Sao tay anh siết chặt tay em thế Hỏi bị đau Cô không hiểu tự dưng hắn ta lại như vậy Mới tức thì còn vui vẻ cơ mà Anh không thích ảnh mai chút nào anh không nể tình nó là em gái em thì anh đã cho nó một bài học rồi, loại đàn bà đê tiện. Thôi thôi bỏ đi, chắc nó lỡ dại lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Cái gì mà lần sau nữa? Hắn lớn tiếng, "À ừ xin lỗi, hắn hơi bị kích động nhưng mà tuyệt đối là không có lần sau đâu." "À, ý em không phải vậy, em chỉ lỡ miệng nói dư thôi, không có gì đâu." Nó mà còn có lần nào nữa thì nó chết chắc với anh, mà chuyện kia anh còn chưa tính sổ với nó nữa kìa cô không nói gì nữa có phải hắn phản ứng hơi quá rồi không nhưng mà dù sao vậy cũng tốt mà tốt nhất là con em cô đừng làm gì nữa nếu không hắn mà giận điên lên thì đừng có trách hơi nghĩ đến đây cô không khỏi dùng mình hắn tưởng cô lạnh nên là khoác áo khoác lên người cô rồi ôm cô vào lòng mỗi ngày được ở cạnh cô thật là hạnh phúc biết nhường nào mình không cam tâm có phải mình nhẹ tay quá rồi không chị đợi em đi em sẽ không dễ bỏ qua cho chị đâu không biết cô ta lại nổi con điên gì nữa rồi. Trong lúc bữa cơm cô và cha mẹ cứ nói chuyện líu lo, còn hắn thì lâu lâu chỉ ấm ử vài tiếng để hưởng ứng. Duy nhất có ánh Mai không nói gì, cả sắc mặt cũng khó coi hẳn đi. Mai, con sao vậy? Chị về chơi sao con không nói chuyện với chị? Bà Triệu thấy lầm lạ nên hỏi Han, dù sao hai chị em lâu rồi không gặp nhau, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ. Dạ, tại con thấy không khỏe nên trong... Thôi, để con gắp đồ ăn cho chị coi như là em xin lỗi anh mai gắp miếng gà cay để vào chén cơm của cô vợ con dạo gần đây hay đau dạ dày nên món cay nên hạn chế ăn hắn gắp lấy miếng gà trong chén cô mà bỏ vào miệng mình để anh ăn giúp em hắn là hắn cố tình không cho cô ăn tưởng chỉ xin lỗi là xong chuyện thôi sao có dễ như vậy không à anh nghĩ nói phải đấy dạ dày không tốt bác sĩ bảo không nên ăn nhiều món cay con quên nói với mẹ để mẹ làm nhớ như vậy mà con không ăn được bao nhiêu ngoài mặt là vậy nhưng mà trong lòng đang gào thét muốn bắp chết cái tên chồng thối tha kia chăm mạnh đây trời ơi cái món gà cay yêu thích nhất của cô thôi để chị gắp cho em ăn nhé em thích ăn canh thịt hầm đây chị hai sẽ gắp cho em em ăn đi ngon lắm đó cô vẫn tươi cười gắp miếng thịt heo hầm để vào chén của ánh mai không cần anh mai qua đũa hất đi miếng thịt mà cô đưa rồi bỏ đi hẳn lên lầu, còn cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nguyệt Nguyệt này, con về anh Mai hai đứa có chuyện gì sao, tự dưng con bé nó làm vậy. Ông chịu thắc mắc với lại còn cười, mà anh Mai lại đùng đùng nổi giận, như vậy chắc chắn là trong chuyện này có gì đó không được ổn. Dạ con không có gì đâu cha. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Cũng không có gì đâu ạ. Ánh Mai cảm thấy không khỏe nên mới giận dỗi vậy thôi, xem nữa là hắn nỡ lời nói ra luôn rồi. Mấy cái đứa này, nó nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết vậy mình. Thôi, bà ăn đi, tụi nó là vậy, mình già rồi, không theo kịp tụi nó đâu. Lát nữa ăn xong rồi bà lên coi xem con mai nó ra sao. Ừ, tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi hả? Còn giả bộ làm tịch này nó âu yếm trước mặt tôi sao? Hạnh phúc lắm chứ gì? Được được, chị đợi đó. Ánh mai lại nổi cơn điên nữa, cứ lá hết quậy phá trong phòng dự là con người này sẽ bày mưu tính kế gì nữa cho mà xem. Hai tháng sau đó, và một ngày không nắng không mưa không gió, tóm lại là ngày hết sức bình thường, hắn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Nhìn bộ dạng này có lẽ hôm nay hắn mệt lắm, hai mắt thâm đen, do thiếu ngủ, cơ thể ủy oải mỏi như người. Trông anh mệt lắm, anh có bị bệnh gì không đấy? Hắn nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, quần áo vẫn chưa thay ra nữa. Anh không sao, anh nằm đây xíu là khỏi thôi mà. Em đã ăn cơm chưa? Dù mệt lắm nhưng hắn vẫn quan tâm đến cô. Dạ, vẫn chưa, em đợi anh về ăn chung, để em pha nước nóng cho anh tắm nhé." Cô vào nhà tắm pha nước, rồi còn chuẩn bị đồ sẵn cho hắn. "Ôi, cảm giác được vợ chăm sóc chu đáo như này thật thích." Hắn nghĩ thầm trong lòng, khóe môi hắn cong lên rồi cố gắng ngồi dậy đi tắm. "Anh, anh có thích em bé không? Đang ăn cơm." tự dừng cô hỏi như vậy khiến hắn phun cơm ra ừ hả em bé à nhưng mà hôm nay anh mệt lắm để mai nhé trời trời cô tức muốn cắm đầu đâu phải là chuyện mà ấy ấy đâu hắn nghĩ cái gì vậy ý cô không phải cái này anh đang nghĩ đi đâu vậy tháng chốc mặt cô hơi đỏ lên có em bé ấy là có con ấy hắn gật đầu chốc chốc lại gắp thức ăn vào chén của cô ừ cũng được miễn nó đừng phá vách giống như mẹ nó là được hắn cười anh này, em có em bé rồi, khoảng 2 tháng rồi đấy." Anh mỉm cười nhìn anh, hai mắt sáng rực lên. "Em có em bé? Có em bé á? Em mang thai hả à, bà xã?" Mừng quá, sau vài giây, hắn cũng hiểu ra được vấn đề ở đây rồi, lại thần mưa à? "Em nói lại lần nữa xem, anh có nghe nhầm không, là em có em bé." Hắn mong chờ được nghe cô nói lần nữa, vừa nghe cô nói, cơm trong miệng xém nữa bị phun ra lần hai rồi. "Dạ, cô nhẹ gật đầu." em có em bé rồi em đang có thai đó bác sĩ bảo khoảng hai tháng rồi xác định lại là hắn không nghe nhầm ôi giời ơi hai mắt hắn mở to ra mọi hoạt động hắn ngưng lại xém nữa là quên thở luôn hắn có con sao hắn được làm cha sao hắn vui mừng mà bỏ chén cơm xuống ôm chầm lấy cô anh vui lắm anh sắp được làm cha rồi sao ôi cảm ơn em hắn vui mừng tột độ ôm chặt cô hơn nữa anh thích lắm à cô hỏi thừa không thích sao được là con của cô với hắn mà nhưng mà nghe anh dặn mai mốt anh đi làm về trễ em không được đợi anh ăn cơm nữa như vậy sẽ không tốt à còn phải đi đứng cho đàng hoàng ăn uống phải cẩn thận không được làm việc quá sức nữa nghe chưa hắn tự nhiên làm mặt nghiêm túc trông buồn cười quá chừng dạ em nhớ rồi hắn gật gù rồi tiếp tục ăn trên mặt vẫn còn in chữ hạnh phúc to đùng hắn gắp thức ăn cho cô bảo ăn nhiều thì em bé mới khỏe được mà em này anh thật giỏi đúng không? Vừa phát ngôn câu này xong liền bị ánh mắt khinh bỉ kia nhìn thấy hắn cười khà khà. Giỏi cái gì, chỉ được cái là hành hạ khỏi xuống giường luôn thì đúng. Người ta thường nói, phụ nữ mang thai tính tình cũng trở nên khác lạ đi. Bằng chứng ở đây là cô này, từ khi mang thai cô hay gắt gao hơn, động tí là bực mình giận dỗi. Nhưng mà hắn không nói gì, hắn hiểu tâm lý cô, nên là mỗi lần như vậy hắn đều nhường nhịn cô hết được ông chồng như vậy chẳng phải là tốt quá rồi sao rồi một ngày kia chị em xin lỗi em sai rồi chị tha lỗi cho em không ánh mai nằm lấy tay cô giọng run, run run hai mắt ngần nước em cô hơi ngạc nhiên vì hành động này em sai rồi em không nên vì lòng đố kỵ mà làm trò cho hai anh chị hiểu lầm nhau em xin lỗi em thật sự hối hận rồi Ánh mai khóc trông rất thê thảm ra vẻ hối hận thực sự. Ừ thôi, em nín đi. Chuyện cũ qua rồi chị cũng không phải là loại người so đo với em gái mình. Nếu mà em biết lỗi vậy chị không để ý đến nữa đâu. Em đừng khóc nữa. Cảm ơn chị hai. Chị thật sự tốt với em, khiến em xấu hổ với chị lắm. Nín đi, chị không giận em đâu. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Cô lau nước mắt cho ánh mai. Vậy em sẽ mời chị bữa cơm, coi như chị em giải huế nhau nhé. Ánh mai cười rất tươi. Được rồi, không cần phải dườm già vậy đâu. Như vậy là chị không nể mặt em rồi. Ừm, thôi cũng được. Cô sợ ánh mai giận nên đồng ý, nhưng mà cô cũng không biết người này đang bày trò hãm hại cô lần nữa. Tới đó, ánh mai lại xe qua nhà rước cô đi, chạy được một đoạn tự dưng xe không hoạt động nữa, nên ánh mai tắt vô lề, mà giờ này đường này tối thui, ít người qua lại. Sau đó, Cô cảm thấy có gì đó không ổn nên lấy điện thoại lén gọi cho hắn. Nhưng mà chưa kịp gọi thì ở đâu một đám người nhào đến bắt lấy cô và sau đó là lấy khăn bịt mỗi cô. Cô ngất niệm đi mê man không biết chuyện gì xảy ra nữa. Xin lỗi chị hai yêu dấu của em. Lôi nó đi. Cả đám lái xe không biết con người độc ác này làm trò gì đây. Bà bố ơi, vợ con có nói là đi đâu không? Đã hơn 8 giờ rồi mà cô ấy chưa về. Hắn đi làm về không thấy cô ở nhà nghĩ là cô ra ngoài chưa về nên thôi không để ý nữa mà đã tối thế này sao vẫn chưa về lẽ nào xảy ra chuyện gì chăng nó không nói gì với bà cả còn tự gọi nó xem đã gọi rồi nhưng bắt không bắt máy con lo quá không biết có xảy ra chuyện gì không sau đấy hắn gọi đến chỗ làm thêm của cô gọi cha mẹ nhưng không ai biết là cô đi đâu cả không xong rồi chắc chắn có chuyện gì đó rồi cảm giác này lạ lắm trực giác của hắn cho biết điều đó phải chăng cô bị bắt cóc Suy nghĩ một hồi, hắn gọi lại cho mẹ cô lần nữa, hỏi ánh Mai có ở nhà không. Bà bảo không, ánh Mai đã ra ngoài từ chiều đến giờ, ở nhà bà cũng đang lo lắng, không hiểu sao bà không gọi được cô ta. Chắc chắn là cô đang gặp nguy hiểm rồi, hắn đảm bảo là như vậy, chứ nếu về trễ là đã gọi cho hắn rồi. Đằng này, hắn bắt đầu hoang mang lên, bây giờ phải làm sao đây? Ánh Mai, là cô ta làm chứ không ai vào đây, Vợ hắn mà có chuyện gì là hắn liều chết với con tiện nhân này cho mà xem. Sau đó, hắn gọi điện cho công an tường thuật lại sự việc và công an bắt đầu điều tra hành động, hy vọng là không như hắn nghĩ. Cầu trời là như vậy, cô sẽ không sao đúng chứ? Hắn lái xe thật nhanh đến trụ sở công an để phối hợp tìm kiếm cô. Tại một căn nhà đã bị bỏ hoang lâu rồi, tường mọc đầy rong rêu bụi bặm, thêm cái mùi ẩm mốc, nơi đây thật sự không chịu được. Nguyệt Nguyệt bị trói đứng và bị thuốc mê khi nãy cho nên cô vẫn chưa tỉnh. Tạt nước cho nó. Ánh mai ra lệnh, rồi một tên xối nước vào mặt cô. Tỉnh lại nhèo nhào mắt nhìn nơi xa lạ và ghê ghê sao ấy. Cô dùng mình lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại. Sao hả? Tỉnh rồi sao? Chị hãy yêu dấu. Ánh mai cười khẩy đứng quanh tay đó mà nhìn cô. Ánh mai, em đang làm cái gì vậy? Thả chị ra. Cô cựa quậy. Chát 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 cô ta tát vào mặt cô ba cái như trời giáng khiến cô chào đảo. Nếu không có sợi dây chói hai tay kia, cô đã ngã nhào xuống đất rồi. Đau không? Nhưng mà sao đau bằng trái tim tao được? Mẹ mày cái con quỷ này. Cô ta gần giọng nghiến răng mà túm lấy tóc của cô giật qua giật lại. Ta tưởng mày biết thân biết phận mà rời khỏi anh ta. Chứ ai rè, mày còn mặt dày trở về nữa sao? Mày không biết đêm đó ta và chồng mày rất vui vẻ sao? Nói dối Cô tức giận Im mồm Cô ta như con thú điên mà tát vào mặt cô mấy cái liền Đến nỗi máu khoái miệng cũng chảy luôn Hai mạ sưng đỏ lên trông đáng thương lắm Nếu không phải vì mày thì tao đã không phải khổ sở như thế này rồi Ban đầu tao đã nói nhỏ nhẹ với mày Vậy mà mày không biết liêm sỉ nhỉ Vẫn đều bám cho bằng được Cho dù tôi có đi chăng nữa Thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu Đừng có mơ mộng Tao nói mày câm mồm lại thêm cái âm thanh chói tai khó nghe đó vang lên. Rồi cô ta ra dấu hiệu gì đó, mà một tên bự con đem một cái roi vào. Cô ta nở nụ cười man sợ Thôi rồi, cô ta điên rồi. Cô ta quất vào người cô, quất thật mạnh vào bụng, vào chân tay và lưng, cả đầu cô nữa. Máu đã chảy ra như vậy mà cô ta cứ quật vào tới tấp. Cô ta muốn giết cô thật sao? Yêu sao? Yêu này, đô ly lợm. Còn mụ điên rủ kia cứ quất roi vào người cô, mà cô thì đã ngất đi từ lúc nào rồi kế tiếp là rội nước vào cho tỉnh tỉnh lại đau nhức cả người nhất là phần bụng ôi trời con của cô cô hoảng sợ cô bắt đầu khóc khóc đi mày khóc giống cổ lên đi cũng chẳng ai đính cứu mạng chó của mày đâu con khốn sợi dây treo cô được tên kia thả xuống ghế là cô ngã nhào ra mặt đất đầu va mạnh xuống đất chảy máu đầu cô trắng mặt nhắm mắt nghiền lại anh ta nhất định phải là của tao chỉ cần mày biến mất đi thì mọi thứ sẽ thuộc về tao. Còn mụ này điên thật rồi, vừa cười vừa đạp lại còn đá vào người cô. Cô cự quậy đưa tay ôm bụng mình, lại như đang là muốn bảo vệ con mình. Bụng đau dữ dội mà con mụ kia cứ đá rồi đạp tới tắp cô. Cô không chịu được nữa mà ngất đi lần nữa. quan đã, cứ như thế thì cô ta sẽ chết mất. Một tên nỏng ruột vì thân thể kia đã nhừ ra cả rồi. Cô đã đưa Nguyệt Nguyệt đi đâu hả? Hắn gọi điện thoại cho cô ta, Đi chào Diêm Vương ấy Anh đừng có phí công đi tìm cô ta làm gì Cô đừng có làm bậy Có gì thì giải quyết với tôi Cô ấy không liên quan Bây giờ cô đang ở đâu tôi sẽ đến ngay Xem ra anh đang rất lo lắng cho mày nhỉ Được thôi Tụi mày lột đồ nó ra cho tao Cô ta ra lệnh Mấy tên kia nghe lời mà bước tới cởi quần áo của cô ra Bây giờ trên người cô không còn miếng mảnh vải nào nữa Khoan cô ta Cấm miệng tên kia chưa kịp nói gì thì ánh mai cắt lời trước mày còn đứng đó làm gì không thấy người đẹp trước mà sao nhanh đi chứ trời ơi sao mà con mụ này tàn nhẫn như thế không biết dù sao người đó cũng là chị hai của ả à, mà sao ả à lại độc ác như thế đánh như vậy còn chưa đủ sao này lại còn bắt người khác hiếp dâm cô nữa quá là tàn độc mà nhưng sao mà lắm mồm thế ả à ta nổi cáu nhớ phải làm cho thật kỹ đó biết chưa à cầm điện thoại chụp ảnh rồi quay phim lại. Cô ta có thai đó, cô nhìn không biết à? Tên kia bực bội hét lên. Mẹ nó còn dám có thai nữa à? Sẵn tiện xử luôn cho xong. À ta hất tên kia ra, bước tới dậm lên bụng của cô. Máu đã chảy ra rồi, này bị như thế dưới thân cô tuôn máu nhiều hơn. Cô dền gì mắt mở đục nhìn ả à, điên kia. Chết đi, mày chết đi. Dừng lại, cô ta sẽ chết thật đó. Cô mà làm càn, thì vụ này tôi không đảm bảo bao nhiêu đó đủ đâu. Tao trả tiền cho mày nhiêu đó. Chỉ để làm như vậy thôi sao hả thằng khốn? À ta trừng mắt hết vào mặt tên kia đầy phẫn nộ. Lúc bấy giờ, bên ngoài đã bị bao vây bởi cảnh sát. Cấm tới tụi mày. Bên ngoài mấy chú cảnh sát dùng loa kêu gọi bên trong đầu hàng để được khoan hồng. Chẳng hiểu sao mấy tên kia đều hoảng sợ, dù bây giờ có chạy thì cũng không thoát, chỉ bằng đầu hàng vậy, duy chỉ còn mình à là vẫn ở lý bên trong à ta cũng đang hoảng loạn không biết tính sao bây giờ à có con tin đây mà à ta cầm con dao lên đề phòng bây giờ anh sẽ đi vào chúng tôi sẽ thông báo cho cô ta biết anh cứ bình tĩnh đừng manh động gì cả phía cơ động sẽ hỗ trợ anh đi đi nhớ phải thật bình tĩnh và khuyên cô ta chú cảnh sát nọ nói với anh rồi theo kế hoạch anh từ từ đi vào mấy anh cơ động làm việc rất chuyên nghiệp mà đột nhập thành công vào trong anh mai có gì thì chúng ta cùng nói chuyện với nhau Thả cô ấy ra đi Mặc dù trong lòng đang tức giận Khi nhìn thấy cô trước mặt mình Với bộ dạng thê thảm như vậy Hắn thật muốn nhào tới mà bóp chết con ả kia Nhưng mà vẫn phải tìm nén lại Nếu không muốn cô bị con ả kia cứa cổ Từ từ nói à Anh biết tôi yêu anh Vậy mà anh chẳng thèm để ý đến tôi Tôi phải giết nó Rồi sau đó tôi sẽ tự sát Cho anh cả đời này đau khổ và dằn vặt Em đừng như vậy Buông quấy ra đi rồi tự mình cùng về nhà nha em. Hắn nhỏ giọng và ả à ta ngẩn người ra. Ả à ta không nghe lầm chứ. Rồi ả à ta khóc. Tất nhiên là ả à bị lừa rồi. Về nhà nhá, ánh mai. Rất nhanh, một chú cơ động từ phía sau ả à nhảy tới bắt lấy và khống chế ả. À, rồi thêm hai người nữa giữ lấy và còng tay lại. Bây giờ còn có thể chạy đường nào nữa, chạy đằng trời cũng không thoát được. Nguyệt Nguyệt, hắn đau lòng tiến đến gần người đang nằm trên nền lạnh lẽo kia, tay hắn run run, tim hắn như ngừng đập, hai mắt nhòe đi. Phải đó, hắn đang khóc. Hắn cởi cái áo khoác ra quần lấy người cô, rồi lại ôm lấy cô vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên gò má hắn, rồi ngày càng nhiều hơn. Hắn gạo thét như con sư tử gầm rộ nơi trốn rừng. Hắn nhìn ra thị trên người cô mà tim hắn dỉ máu, rồi phía dưới cô chảy máu nhiều lắm. Hắn sững sờ, rồi lại siết chặt cô hơn, anh thật vô dụng đúng không lại để cô như thế này anh anh xin lỗi hắn khó khăn nói ra hắn vẫn cứ khóc mà đến muộn một tí nữa thôi có phải là cô đã rời xa hắn mãi mãi rồi không chỉ sau một lúc xe cấp cứu đến nơi hắn bế cô ra xe và tức tốc chạy đến bệnh viện rất nhanh vẫn là hắn đứng bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi cả ông dương và ông bà triệu cũng đến đây lo lắng cho con gái bà triệu bắt đầu khóc mà không thể ngừng lại dù cho ông Triệu có an ổn thế nào, đầu hắn muốn nổ tung ra, hắn thật tình muốn giết chết con ả tiện nhân kia, rồi hắn nhớ đến cô. Cô chạy rất nhiều máu, da bầm tím sưng phủ lên. Không có quần áo, hắn nghiến răng vo tròn tay, thành quả đấm, thể hiện sự căm phẫn tột độ. "Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Nguyệt Nguyệt là chúng tôi. Tạm thời đã an toàn rồi, chỉ có điều đứa bé kia không giữ được, chúng tôi rất tiếc vì điều này." bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, nếu không còn vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước. Nói rồi, ông bác sĩ trở lại vào phòng cấp cứu. Ông bà Triệu sững người ra, cả ông Dương cũng thế, ai nấy đều bàng hoàng kinh ngạc không tin vào những gì mà mình nghe thấy, em bé không giữ được sao? Ôi trời. Hắn đứng không nổi nữa, hắn ngã khuỵu xuống nền, tim hắn nói lên, đau rất đau, khiến hắn phải đưa tay mà ôm lấy ngực hắn, mặt đỏ lên, hai mắt kia mở to hết cỡ, chán nổi gân xanh. Còn tiện nhân đó, nó giết con của hắn, hắn căm tức vì điều này, con của hắn không còn nữa thì phải tính sao đây? Còn cô nữa, cô có chịu nổi hay không đây? Đến chiều, bác sĩ mới cho vào thăm bệnh nhân, trước mặt hắn giờ đây là cái người đang nhắm nghiền mắt lại, trên người vết tím vết xanh khắp cả người. Khuôn mặt xanh sao, môi tím tái khiến lòng hắn quặn thắt lại hắn tiến lại ngồi cạnh cô, nắm đôi tay cô, đôi mắt bí thương thì nhìn cô, hắn thương người này biết bao, cô đau thì hắn cũng đau, không kém, không biết nói sao với cô về chuyện này đây. Anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ tốt cho mẹ con em. Hắn cúi đầu thở dài, lòng nặng chịu hút cơ thể hắn cũng mệt mỏi không kém vì lo cho cô mà hắn không ăn uống gì, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng phập phòng. Em tỉnh rồi à? hắn mừng rỡ, mắt hắn lộ ra tia vui mừng rất rõ, nhanh sau đó nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Con, con của mình có sao không anh? Cô nhớ ra chuyện đó. Anh trả lời cho em biết đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cảm giác bất an trong lòng nói cho cô biết là như vậy, cô bật khóc khi nhìn gương mặt hắn. Có lẽ nào... Con của chúng ta không còn nữa. Hắn cố gắng nói ra từng chữ rồi siết chặt lấy tay cô không còn nữa, anh nói cái gì vậy? cô đánh hắn bật khóc nước nở, sao có thể vậy? anh nói rồi em phải không? cô kích động mà khóc lớn hơn, Đậm tác đánh hắn cũng mạnh hơn, nhưng mà hắn không cảm thấy đau, ngược lại còn ngồi im mà để cô đánh. anh là thằng đàn ông tuổi, anh không bảo vệ tốt cho mẹ con em, anh xin lỗi. hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau này, không chỉ cô mà hắn cũng đau khổ không khác là bao. Lẽ ra em không nên tin lời của cô ta Nếu không thì đâu ra nông nỗi này Nên đi Đừng khóc nữa Nhìn em khóc anh đau lòng lắm Tụi mình còn trẻ còn cơ hội khác nữa Rồi em và anh sẽ có con nuôi Hắn ôm cô Tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu cô An ủi cô Em có lỗi với anh và con Em xin lỗi Hắn không nói gì Chỉ ôm lấy cô mà thôi Bởi vì không có từ ngữ nào Có thể diễn tả được cảm giác này của hắn Bây giờ hắn chỉ muốn ở cạnh cô như thế này Thì mới cảm thấy đỡ hơn chút Còn con mụ đó nhất định là sẽ không yên ổn được rồi Cho cô ta bóc lịch dài hạn luôn ở trong đó Mà tự suy nghĩ lại chuyện của mình Nhưng mà cô không biết từ khi bị bắt Cô ta nổi điên lên Suốt ngày la hét om sòm cơm không ăn Nước không uống chỉ biết giận dữ là hết rồi cười khóc này nọ Bác sĩ chẩn đoán cô ta bị bệnh tâm thần rồi Có phải bị như vậy là nhẹ với cô ta không? Khoảng tuần sau, cô đã bình thường trở lại tinh thần cũng đỡ hơn nhiều rồi mấy vết thương còn bầm bầm thôi không cần phải lo lắng nhiều nữa hắn rất mừng vì cô đã khỏe lại ngày đi làm tối về hai người họ dẫn nhau ra đường đi chơi hắn nắm tay cô đi chỗ này chỗ nọ chào cô để cô vui trở lại có như thế chuyện cũ mới nguôi ngoai phần nào ánh mai nó sao rồi bỗng dưng đang vui vẻ cô hỏi chuyện này khen hắn cứng đờ ra nhìn cô không chớp mắt à thôi mình đi tiếp Cô không muốn vì chuyện kia làm ảnh hưởng những lúc vui vẻ như bây giờ cho nên cô nằm tay hắn lôi đi. Bác sĩ bảo cô ta bị bệnh tâm thần rồi. Bác sĩ đang chữa trị đến khi khỏi sẽ bắt giam cô ta lại. Cô đang đi, nghe nói vậy nên dừng bước. Cái gì cơ, bị tâm thần sao? Có phải vì chuyện đó mà nó trở nên như vậy? Cô thầm nghĩ ngợi. Không phải lỗi của em, cho nên em không cần trách mình. Là do cô ta tự làm tự chuốc lấy. Cô ta hạ em như vậy, bị như thế chưa đáng bao nhiêu so với những gì mà em phải chịu đựng. Thương người là điều tốt, nhưng không phải kẻ nào cũng đáng nhận được tình thương của em cả. Cô ta không xứng đáng được em quan tâm. Mặc xác cô ta, nếu như giết người không ở tù là anh nhất định giết chết con ác quỷ đó ngay chỗ đó luôn rồi. Anh không bao giờ tha thứ cho con người ác độc đã hại em ra khốn khổ như vậy được. Anh hận cô ta vô cùng. Cô dương mắt nhìn hắn, Mặt hắn lạnh như tiền, giọng hắn phát ra khiến cô cũng phải dùng mình. Cô không nói gì, và dường như cô hiểu được những lời hắn nói. Hắn vì lo lắng cho cô, muốn tốt cho cô, và muốn đòi lại công bằng cho cô. Cô cảm thấy cảm kích hắn rất nhiều, rồi cô bước trở lại ôm lấy hắn úp mặt vào mình. Sau này em sẽ không nhắc về chuyện này nữa. Em sẽ coi như không biết chuyện này luôn. Anh yên tâm, em sẽ vì anh mà sống thật tốt. Cô nói với giọng sắp khóc, Hắn giết chặt cô rồi thở vào ra một cái. Bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa. Nếu cô coi như không có gì, thì hắn cũng sẽ như vậy. Cũng sẽ cùng nhau sống vui vẻ. Chà bảo cha thích ăn món bánh phở lan của em làm. Hay là mình đi mua đồ về để ba em làm ha? Hắn nuốt cục tức giận xuống, trở lại vẻ mặt ôn nhu nhìn cô tươi cười. Rồi những chuyện cũ không vui kia sẽ nhanh chóng qua thôi. Quan trọng là sống tốt cho hiện tại là hắn cảm thấy yên lòng rồi. Dạ, em sẽ làm thật nhiều để anh ăn nữa. Cười tin mắt rồi cả hai nắm tay đi vào siêu thị gần đó. Cô bỏ chén cơm xuống mà xông thẳng vào với kép xe. Em có làm sao không? Dạ dày lại không khỏe nữa à? Hắn cũng chạy vào xem sao, chứ từ lúc ăn cơm đến giờ, cô cứ nôn mửa như vậy hoài nên hắn cũng lo lắng. Dạ không phải. Cô xua xua tay, giờ mặt sạch sẽ rồi đi ra, nhưng mà mới được vài bước thì tiếp tục buồn nôn, sắc mặt cũng xanh hẳn đi hay để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không có vấn đề gì đâu cô ngước mặt lên nhìn hắn chằm chằm ánh mắt kia như muốn nói gì đó với hắn nhưng chưa kịp thốt ra là cô cúi đầu xuống oẹ oẹ tiếp khoan đã hắn nheo nheo mắt nhìn cô gật gù là cái mà anh đang nghĩ á dường như hắn hiểu rồi sao mấy chuyện này anh tiêu hóa chậm vậy chứ không thèm nói chuyện với anh nữa cô chen người hắn rồi đi ra ngồi vào bàn cơm ông dương có vẻ lo lắng liền hỏi cô có sao không Cô nhìn ông mà cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Cha sắp có cháu ẵm bồng rồi. Thật à, con dâu ta vất vả rồi. Ôi giời vất vả gì, không biết chỉ vào đêm nào hắn cũng đẻ ra vận động thôi, không muốn thì không thể nào được. Thế nào, anh hoạt động với công suất tốt lắm phải không? Tiếp đó là một chàng cưới vui vẻ trong gia đình. Ông Dương thầm cảm ơn trời và cảm ơn người vợ quá cố của ông vì đã phù hộ cho gia đình mình may mắn như vậy. Con dâu, nhớ ăn uống đều đạn vào thì cháu nội mới được khỏe nhá. Em không được làm việc nặng đâu đấy. Còn nữa, mấy cái giày cao gót kia đừng mang nữa, không khéo lại đi nguy hiểm lắm. Dạ em, con, sẽ ghi nhớ, con tự biết chăm sóc bản thân mình. Anh với cha cứ yên tâm. Tối đó, hắn cứ lăn qua lăn lại, hai mắt dán lên trần nhà, rơi cười một mình. Hắn đang nghĩ xem sẽ mua gì cho bé cưng, rồi bé cưng sẽ là con trai hay con gái đặt tên là gì cho nó bây giờ. Hắn cứ nghĩ mãi mà cô vợ đang có thai. Thôi thì chưa tính xa như vậy đâu. Sao anh không ngủ mà cứ lăn miết thế? Anh mà còn lăn nữa là em đạp anh xuống sàn ngủ với mũi luôn đấy. Cô nhử mày nhìn ông chồng. Này này bà xã, hắn kéo cô rồi ôm cô. Anh đang tính chuyện sau này khi con của chúng ta sinh ra ấy. Nói xem, anh có phải là ông chồng tuyệt vời không? Có lâu lắm, anh đừng có gấp gáp chứ. Tại anh lo, lâu rồi anh mới thấy em vui vẻ như vậy sau này anh phải làm việc cật lực hơn để nuôi hai mẹ con em thấy anh làm việc như vậy em thật tình không vui chút nào đâu anh xem kìa anh ốm đi nhiều rồi anh đừng có làm quá sức như vậy thật không tốt cho sức khỏe đâu nếu không làm sao có tiền nuôi gia đình mình em thấy tiền anh cũng nhiều rồi với khoản tiền đó là gia đình mình đủ rồi cộng thêm tiền của em đi làm mấy năm qua góp lại là không sợ thiếu ăn đâu Tại anh muốn dư cho mẹ con em sống tốt hơn thôi. Rồi lo cho cha nữa, cha cũng già rồi, phòng hờ khi có chuyện gì bất chắc. Tiền anh cả núi luôn, mà làm như ít lắm ấy. Em lo lắng cho anh nên mới nói vậy. Mà anh ấy, đi làm nhiều như thế. Mà đi sớm bỏ mẹ con em mượn lại thì biết em biết tính sao. Tin em đi, tiền anh đã nhiều lắm rồi. Sau này anh giảm cường độ làm việc lại một chút. Phải chú ý sức khỏe của mình hơn nữa, đừng để bệnh, em lo lắm. Cô vùi đầu mình vào ngực hắn thật ấm để có thể nghe nhịp tim của hắn rất rõ. Anh biết rồi, nghe lời em anh sẽ giảm lại, được chưa? Dạ được, nhưng mà... Cô lấp lượng định nói gì đó, nhưng khi ngước lên thấy hắn nhắm mắt rồi nên thôi. Cô không nói gì chồm người kéo lấy chăn đắp lên cho cả hai, rồi ôm lấy cánh tay của hắn mà ngủ. Qua sóng gió rồi bình yên sẽ lại đến, xảy ra những chuyện trước đây không thể làm cô gục ngã ngược lại khiến cô mạnh mẽ hơn, không có nhút nhát nữa. Cô học được rằng, phải đấu tranh chống lại chứ không chịu khuất phục, và cô đang càng lúc càng không thể sống thiếu hắn. Sáng mở mắt ra nhìn người thương bên cạnh ngủ ngon, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều cùng nhau đi dạo, tối cùng nhau zoom họp, hạnh phúc thật ra là những điều hết sức đơn giản như thế. Giờ đây, trong người cô đang mang một sinh linh bé bỏng là kết tinh tình yêu của cô và hắn. Mấy tháng sau đi siêu âm, cô thấy hình hài bé nhỏ kia hiện thị trên màn hình, rồi nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 9 tháng cộng mấy ngày, mang nặng đẻ đau cô sinh ra một thằng cu y hệt thằng cha nó, nhất là cái đôi mắt, rồi cái miệng, cái mũi, giống hệt như đúc. Có lần cô giận dỗi hắn vì sao thằng cu này nó giống hắn mà không giống cô. Nghe vậy, hắn chỉ bật cười rồi ôm chầm lấy cô vào lòng những ngày tháng êm đềm cứ như vậy mà trôi qua. Rồi đến hôm nọ, hắn thủ thị to nhỏ với cô cái gì đó, khiến cô nổi đùng lên và đánh vào ngực hắn thùm thụp. Ấy mà cái người kia cứ vui vẻ cười ha ha ngây ngốc. Đi mà bà xã. Vừa mới lúc nãy, giờ em mệt rồi, em không còn sức đâu. Cô liếc xéo hắn. Lần nữa thôi, hắn chớp chớp mắt, rồi tự tiện trồm người ôm lấy cô mà hôn chùn chụt vào môi cô. Thêm đứa nữa, nữa hai anh em nó hù hị chơi đùa với nhau. Cứ thế mà làm, hắn cởi đồ cô ra mà bắt đầu. Trời ơi, đôi khi muốn nổi khùng với tên chồng này, vừa nãy nói chính xác hơn là hai tiếng trước mới xong mà, bây giờ còn muốn nữa, sao mà hắn ta lại khỏe như vậy chứ? Cả nhà năm thành viên cùng dẫn nhau đi dã ngoại, tiếng cười nói của hai anh em đùa dẫn về ông nội chúng. Đứa con trai và bé gái cứ tranh giành xem ai được ông nội thương hơn, cứ như vậy mà cãi nhau mãi. Còn cô, cô dựa vào vai hắn nói to nhỏ rất tình tứ cứ như vợ chồng mới cưới về vậy. Anh có yêu em nhiều không? Hỏi dòng cảm thấy thật là ngớ ngẩn hết sức. Anh yêu em, cả đời này anh chỉ cần em, cần gia đình mình hạnh phúc vui vẻ là anh mãn nguyện rồi. Hắn cong môi cười, nhìn gương mặt yêu kiểu của cô sau đấy lại tìm kiếm hình bóng của hai nhóc con của mình. Cảm ơn anh đã yêu thương em, yêu thương các con. Cô tựa vào lồng ngực của hắn nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ, anh hai ăn hiếp con. Bé gái chạy nhào tới ôm lấy cô mà khóc. Cha, coi nó dành kẹo của con không chịu đâu. Đứa bé trai ngã nhào vào lòng hắn mà nói. Ông Dương ngồi trên xe lăn. Nhìn hai vợ chồng hắn, ông rất vui vì thật may mắn khi ông trời cho hai người có thể đến với nhau sống trọn đời đời kiếp kiếp với nhau. Bà thấy không? Chúng nó rất hạnh phúc và tôi cũng thế. Bà yên tâm rồi chứ. Bà ở đợi tôi chút. Sẽ không lâu nữa tôi sẽ đến với bà." Ông Dương nhìn theo hướng mặt trời mà mỉm cười. Cuối cùng thì nỗi lo lắng trong lòng ông đã vơi đi không ít rồi. Ông rất mừng khi mà thằng con trai ông rốt cuộc nó cũng đã tìm được người bên cạnh nó, cùng nó đi hết quãng đường sau này. Ông hạnh phúc, vì điều đó như vậy ông có thể yên tâm mà ra đi rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào tạm biệt.